vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 9. Hoàng Giang Hồng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhà họ Tống, phòng khách nhỏ của biệt thự. Di động của Sở Trần vang lên. Sở thiếu gia, giọng nói của Hoàng Ngọc Hải có phần cung kính. Sở Trần có chút kinh ngạc, hóa ra là Ngọc Hải thiếu gia. Bên cạnh, Tống Nhan đang đọc tư liệu, lập tức dừng lại, nhìn Sở Trần. Điện thoại của thiếu gia nhà họ Hoàng, hẳn là chuyện ngày hôm qua đã có kết quả. Tôi hiểu rồi, sau khi Sở Trần cúp điện thoại, thấy Tống Nhan vẫn đang nhìn mình lo lắng, không khỏi nở nụ cười, em đoán xem nhà họ Hoàng phản ứng như thế nào. Tống Nhan trợn mắt nhìn Sở Trần, đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Nhà họ Hoàng cha không ra. Sở Trần ngồi ở trên sofa, nó có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống giám sát của tòa nhà Kim Than trong một khoảng thời gian ngắn, mà lại toàn bộ cuộc tấn công không có sai lầm nào, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Xem ra kẻ ẩn nấp trong bóng tối này, thực lực cũng không nhỏ. Sở Trần lời nói dừng lại, không khỏi tò mò hỏi, bà xã à, tại Thiền Thành thực sự không có nhà nào có địa vị sánh ngang nhà họ Hoàng sao? Tống Nhan suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, trong số các gia tộc lớn ở Thiền Thành, nhà họ Hoàng một mình một ngựa, không ai có thể cạnh tranh. Thế sao nhà họ Hoàng, gia tộc nào đủ tiêu chuẩn để được coi là gia tộc giàu thứ hai ở Thiền Thành? Sở Trần nói, tôi nghe nói Thiền Thành từng có ngũ đại gia tộc thống trị. Tống Nhan nói, năm đại gia tộc này chiếm một nửa thị trường kinh doanh ở Thiền Thành. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, dần dần chỉ còn lại nhà họ Hoàng, một nhà độc quyền. Sở Trần càng thêm hứng thú, ngũ đại gia tộc ở Thiền Thành. Em nói nghe một chút xem, Hoàng gia, Triệu gia, Tiền gia, Tôn gia. Tống Nhan dừng lại một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói, cùng với Thiền Thành Tống gia. Tống gia, Sở Trần giật mình, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía hồ Tống. Khó trách Thiền Thành mỗi nơi từng tấc đất đều quý như vàng như thế, vậy mà nhà họ Tống có thể có nước khu vư xê tốt như thế này đặc biệt thự cạnh hồ nước. Cái này hẳn là vào thời điểm ngày xưa huy hoàng nhất đánh xuống Giang Sơn đã đặt địa bàn tại đây. Ngũ đại gia tộc ở Thiền Thành, Sở Trần nói, nhà họ Tống bây giờ tại Thiền Thành, sau vài năm phát triển, bọn họ dần đã bước lên hàng nhị lưu, vậy những gia đình còn lại giờ đây hình thế nào? Kỳ thật tất cả đều không yếu, dù sao, có nội tình căn cơ của đại gia tộc, thế gia thương nghiệp bình thường không có cách nào so sánh. Tống Nhan nói, nếu mấy năm trước nhà họ Tống không trải qua biến động lớn thì cũng không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, còn lại tam đại thế gia, Tiền gia, anh hẳn không xa lạ gì, anh cùng Tiền lão gia đánh cược, chuyện này đã sớm truyền khắp Thiền Thành, có điều, Tiền gia mặc dù cũng coi như là hàng nhất lưu ở Thiền Thành, thế nhưng kém xa so với ngày xưa, đương nhiên, Tiền gia là đại lão đầu trong ngành chế dược ở Thiền Thành, dược phẩm Bắc Trần muốn đánh vào Thiền Thành, mở ra thị trường, phải có sự tán thành của Tiền gia. Cho nên anh hiện tại đã biết rõ, ý nghĩa của vụ đánh cược kia đi. Trong mặt của mọi người, chúng ta cơ hồ không có khả năng hoàn thành mục tiêu. Ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Không thử thì làm sao biết được. Sở Trần mỉm cười, vẫn tràn đầy tự tin. Tống Nhan liếc nhìn anh. Tên ngốc này từ đầu đến cuối chưa từng nhúng tay vào sự tình của dược phẩm Bắc Trần, thế mà lại có mặt mũi nói ra mưu sự tại nhân. Còn có Tôn gia, gia tộc họ Tôn đã đứng bất động ở Thiền Thành nhiều năm. Làm việc trước giờ luôn khiêm tốn. Tống Nhan nói tiếp, cho dù trong giới có buổi gặp mặt, cũng ít khi thấy hậu bối Tôn gia tới tham gia. Tôn gia, trong đầu Sở Trần nghĩ đến ông lão họ Tốn có nụ cười giống như Phật Di Lặc, ông ta còn muốn giới thiệu cháu gái của mình cho hắn. Không khỏi cảm thấy ớn lạnh, thế nhà cuối cùng, Triệu gia ở đâu? Sở Trần hỏi, nói đến, nhà họ Triệu này hẳn là rất khiêm tốn nha. Đây là lần đầu tiên Sở Trần nghe nói có một gia đình giàu có họ Triệu ở Thiền Thành. Cái này cũng không phải, Tống Nhan nói, chỉ là vị trí địa lý khác biệt thôi. Tống Nhan nghĩ một chút, sau đó lấy tấm bản đồ ra và chỉ cho Sở Trần, nhìn vị trí này, đây là quảng trường Kim Than, xung quanh khu vực này gần như toàn bộ đều là địa bản của nhà họ Hoàng. Mà Triệu gia, Tống Nhan chỉ vào vị trí gần như đối diện, cùng với nhà họ Hoàng, một người ở phía đông, người kia ở phía tây. Có hầu như không có giao tiếp. Nghe em nói, nhà họ Hoàng và nhà họ Triệu dường như có mâu thuẫn. Sở Trần nội tâm khẽ động, ân oán của hào môn thế gia, cái này tôi cũng không rõ. Tống Nhan nói, tuy nhiên, tôi nghe được vài việc, quả thật là nơi nào có nhà họ Hoàng thì sẽ không có nhà họ Triệu. Ngược lại cũng như thế, thực lực của nhà họ Triệu ở Thiền Thành có thể nói là, chỉ đứng sau nhà họ Hoàng, cùng Tôn gia không khác biệt lắm. Bà xã, em có nghĩ rằng, là Triệu gia đã ra tay sau lưng.
Sở Trần trong mắt lóe ra hồng quang như hỏa diễm. Tống Nhan trợn mắt lườm, làm sao tôi biết được, nhưng mà theo lý thì Triệu gia không có lý do gì để chọc giận Hoàng gia. Sở Trần gật đầu, nghĩ đến việc Hoàng lão gia trúng cổ thuật. Hắn có thể chắc chắn rằng có người trong bóng tối muốn đối phó với nhà họ Hoàng, lần này bọn chúng còn muốn kéo nhà họ Tống vào vũng nước bùn. Bà xã à, em có mang theo túi thơm anh tặng em không? Sở Trần hỏi, sao anh lại hỏi cái này? Tống Nhan đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi Tống Nhan đứng dậy, Sở Trần nhìn thấy túi thơm cũng âm thầm yên tâm. Có túi thơm hộ thân do đích thân mình chế tác, cho dù có kẻ trong bóng tối muốn sử dụng cổ thuật, cũng xác định tốn công vô ích, đồng thời sẽ ngay lập tức kinh động tới Sở Trần. Trạng vạng tối, khi Sở Trần đang khoanh chân luyện công, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sở Trần mở mắt ra, ánh sáng tinh nhuệ trong mắt lóe lên rồi biến mất. Vừa mở cửa, không khỏi ngoài ý muốn, Tiểu Thu, sao cậu lại ở đây? Tống Thân Hải mạnh tới trước mặt Sở Trần, anh rể, hiện tại em đã không sao rồi. Sở Trần mỉm cười, vậy thì tốt rồi, tự mình dưỡng thương một thời gian, trở lại thành trang hảo hán. Tống Thu háo hức nhìn Sở Trần. Sở Trần nghi hoặc, còn có chuyện gì sao? Tống Thu nói một cách thận trọng, ngày kia, Bắc Quyền Triệu Sơn sẽ tổ chức cái gọi là triển lãm bảng hiệu Nam Quyền Võ Quán trong phòng triển lãm của khách sạn Quỳnh Thủy Loan. Em nghe nói rằng hắn cũng đặt một lôi đài trong buổi triển lãm, nói người nào không phục có thể lên thách đấu bất cứ lúc nào. Thật phách lối, Sở Trần đi ra phòng khách nhỏ, chuẩn bị pha trà, Tiểu Thu, tới uống trà đi. Tống Thu khóc không ra nước mắt, đứng trước mặt Sở Trần, cậu nghiến răng hồi lâu, liền mạnh dạn nói, anh rể, em tới đây để học công phu. Tống Thu trông mong, ánh mắt mang theo khát vọng, tại đại lễ đoạt thanh, hắn đã nhìn ra được bản lĩnh của Sở Trần. Trong cơn tức giận, Sở Trần còn đại náo nhà họ Hoàng một trận, điều này càng khiến Tống Thu rung động. Đối với Tống Thu, nhà họ Hoàng không nghi ngờ chính là đầm rồng hang hổ, nhưng anh rể vậy mà lại dễ dàng đánh từ bên trong trở ra. Uống trà trước đi, Sở Trần cười, Tống Thu chỉ có thể kìm nén cơn tức giận của mình và ngồi xuống. Sở Trần pha trà, sau đó rót trà cho Tống Thu, đồng thời nói, người luyện võ, không được kiêu ngạo, nóng nảy. Tiểu Thu, đây là bài học đầu tiên mà anh rể dạy cho em. Tống Thu con ngươi vừa mở to, liền vội vàng gật đầu. Nguồn gốc của những bộ pháp cậu học được tại Tinh Anh Quyền Quán là gì? Sở Trần hỏi sau khi nhấp một ngụm trà, được gọi là Thập Tam Quyền. Tống Thu nói, nghe nói là người sáng lập ra Tinh Anh Quyền Quán, dựa vào các nhà công phu quyền cước, cuối cùng đã sáng tạo ra một bộ quyền, so với võ thuật lưu truyền bên ngoài nó chỉ đơn thuần là loại bộ pháp giúp con người cường thân tráng kiện, đáng tiếc em học nghệ không tinh. Tống Thu thở dài, hai mắt sáng rực, hiển nhiên cậu ta với 13 quyền này vô cùng tốn sùng. Sở Trần liếc nhìn Tống Thiến một cái nhẹ, anh đã xem qua quyền pháp của cậu, quả thực có thể cường thân tráng kiện. Tống Thu, uống xong hai ấm trà, Sở Trần liền đứng lên, theo anh đi ra ngoài. Tống Thu hưng phấn, đặt tách trà xuống, trong mắt tràn đầy chờ mong. Anh nói cho cậu nghe, người học võ tuyệt đối không kiêu ngạo, vào thời điểm cùng đối phương đối chiến, nếu giữ trong tâm bình tĩnh, ngược lại có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Sở Trần vừa đi vừa chỉ điểm Tống Thu ở bên cạnh, người sáng lập Tinh Anh Quyền Quán đại khái là một cổ võ giả đẳng cấp thấp, anh rể sẽ truyền thụ cho cậu cái gì mới là chân chính cổ võ bộ pháp. Chân chính cổ võ bộ pháp, Tống Thu đôi mắt nhìn không được lại trợn to mấy phần. Anh đoán Bắc Quyền Triệu Sơn có thể càn quét tất cả các quyền quán ở Thiền Thành, đại khái bởi hắn cũng là kiểu người tương tự như người sáng lập Tinh Anh Quyền Quán kia. Sở Trần vừa đi vừa nói, hai người liền đã tới Mai Hoa Thung, Sở Trần quay đầu lại nhìn Tống Thu, bộ pháp chính là cổ võ cơ sở, anh rể sẽ truyền thụ cho cậu một bộ pháp, nó tên là Kỳ Lân Bộ. Không đợi Tống Thu lấy lại tinh thần, Sở Trần thân thể liền nhảy lên một cái, thân thể như kỳ lân, bộ pháp nhanh như gió, bên trên Mai Hoa Thung, thân ảnh biến ảo khó lường. Tống Thu ngây ngốc trước cảnh tượng này. Sở Trần tốc độ không nhanh, thế nhưng mà khi hắn bước ra thần bí từng bước, cho người ta cảm giác chỉ cần Sở Trần muốn, ngẫu nhiên có thể chạm tới bất cứ đoạn nào trên Mai Hoa Thung. Tống Thu sững sờ trong giây lát, cảm giác như một thế giới mới đã được mở ra. Thân là con cháu của Viêm Hoàng, lại được sinh ra ở Thiền Thành, nơi võ thuật thịnh hành, Tống Thu không xa lạ với cái gọi là cổ võ. Chỉ có điều, ngày hôm nay nó đã được định nghĩa lại. Cậu luôn cảm thấy cái gọi là cổ võ không khác biệt lắm với Thập Tam Quyền mà cậu học được ở Tinh Anh Quyền Quán. Nhưng tràng cảnh trước mặt đã làm cho Tống Thu biết,
đây rõ ràng là khác nhau như ngày với đêm. Thậm chí, Tống Thu liền phát hiện ra, Sở Trần tại buổi lễ đoạt thanh trước đó, đều không có thi triển ra chân chính bộ pháp cổ võ. Tống Thơ kích động đến mức không kìm được cảm xúc, như thể Sở Trần đang ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa mới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là thế giới của cổ võ. Sở Trần chưa kịp nhận ra điều đó thì đã từ trên Mai Hoa Thung đi xuống rồi, Tiểu Thu, cậu nhìn rõ ràng chưa? Tống Thu bỗng nhiên giật mình một cái, lấy lại tinh thần, sắc mặt ngơ ngác, không có. Sở Trần lắc đầu, dùng tâm để nhìn, anh rể lúc trước chỉ nhìn một lần liền học được kỳ lân bộ pháp. Nói đến cũng thật trùng hợp, kỳ lân bộ pháp cùng thập tam quyền của cậu giống nhau một điểm, đều có 13 thức. Sở Trần lại nhảy lên, liền đã đứng ở trên Mai Hoa Thung. Những cái này đều không phải là bộ pháp phổ thông bình thường, mỗi một động tác, mỗi một cước đều có thể đánh hạ đối phương. Trước tiên cậu hãy nhìn thức đầu tiên, Tống Thu không có rời mắt, vô cùng tập trung. Cậu vẫn luôn rất tự tin vào khả năng học hỏi của mình, khi học được thập tam quyền ở Tinh Anh Quyền Quán, cậu đã được mọi người trong Tinh Anh Quyền Quán khen ngợi hết lời, còn nói rằng Tống Thu là người có tài năng thiên phú nhất trong đồng lứa. Trong số những thanh niên của Tinh Anh Quyền Quán, thực lực của Tống Thu quả thực là tốt nhất. Tuy nhiên, trên Mai Hoa Thung, giọng nói của Sở Trần liên tục vang lên. Sai rồi, đồ ngốc. Không phải như vậy, đồ ngốc. À, cậu quả thật là ngu ngốc. Tống Thu bị mắng xối xả, nhưng vẻ mặt của cậu càng ngày càng hưng phấn. Khi dạo bước trên Mai Hoa Thung để tìm hiểu rõ hơn, cậu càng cảm nhận được sự bí ẩn của bộ pháp cổ võ này. Chẳng mấy chốc bầu trời đã tối sầm lại. Sở Trần mồ hôi nhễ nhại ngồi ở trên phiến đá trước Mai Hoa Thung. Nhìn chằm chằm Tống Thu, mau luyện tập đi. Sở Trần rốt cuộc hiểu được vì sao tôn chủ của cả chín mạch đều muốn nhận hắn làm đệ tử. Hắn học quá là nhanh, những thứ mà hắn học, hầu như chỉ cần luyện một lần, dạng này đồ đệ ai mà không thích. Một cái bộ pháp kỳ lân đơn giản, lại còn muốn mình biểu diễn trọn vẹn 5 lần, Tống Thu mới miễn cưỡng ghi nhớ. Quá vụng về, Sở Trần thở dài lắc đầu. Bước chân của Tống Thu đột nhiên không ổn định, từ trên Mai Hoa Thăng liền ngã xuống. Trong lúc hưng phấn đã liếc mắt nhìn Sở Trần đầy phiền muộn. Anh rể yêu cầu thực sự quá cao. Chỉ 5 lần, các sư phụ quyền quán lúc dạy bảo quyền pháp, cũng không biết đã diễn luyện bao nhiêu lần, các học viên mới học được. Tống Thu vốn tưởng rằng sức học của mình không tệ, luyện kỳ lân bộ sẽ được Sở Trần khen ngợi, nhưng ai ngờ lại bị hắn mắng xối xả. Thời gian là có hạn, trước tiên cậu phải luyện tốt 3 thức đầu tiên của bộ pháp kỳ lân và phải thuần thục nó. Sở Trần nói. Một môn công phu quyền cước không thể học bằng cách như chơi bầu bí, mà cậu phải thực sự nắm vững chi tiết quan trọng, thuần thục nó, thấu hiểu cặn kẽ, tùy thời gặp chiêu phá chiêu. Sở Trần trở lại phòng khách trò của Bia Thư. Nhanh như vậy đã trở về, Tiểu Thu ẩn đã học được rồi. Tống Nhan cười nói, Tiểu Thu là thiên tài võ học nổi tiếng, được rất nhiều sư phụ khen ngợi. Sở Trần, suýt nữa thì hắn nói ra khỏi miệng từ, ngu ngốc. Đúng vậy, Tiểu Thu quả thực khá thông minh. Sở Trần cười, hiếm khi Sở Trần nhìn thấy Tống Nhan sầm thông tin trên điện thoại của mình, hắn ngồi bên cạnh Tống Nhan, bà xã, em đang nhìn cái gì vậy? Tống Nhan đỏ mặt, nhanh chóng đóng tắt điện thoại lại. Sở Trần sững sờ, cảnh tượng này rất giống với việc đang vào trình duyệt web xấu bị bắt ngay tại chỗ. Thật không nghĩ tới nha, Sở Trần bất ngờ nhìn Tống Nhan, không nghĩ tới cái gì, ánh mắt Tống Nhan nhìn Sở Trần, lập tức nghĩ tới cái gì, sắc mặt đỏ bừng. Sở Trần trở nên quan tâm, để anh cũng nhìn một chút đi, đừng lo lắng, ông xã em sẽ mang theo lương tâm thuần khiết để xem nó. Anh, Tống Nhan đứng lên, anh đừng có nghĩ lung tung. Tống Nhan quay người trở về phòng. Trong phòng, Tống Nhan một lần nữa mở màn hình vừa xem. Đó là tin tức về chuyến lưu diễn toàn cầu chính thức của nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới. Một trong số buổi biểu diễn sẽ được diễn ra 10 ngày sau, được tổ chức tại sân vận động Hải Tân ở Dương Thành. Tuy rằng cơ hội hiếm có, nhưng Tống Nhan thở dài, lại đóng trang web lại. Thời gian này là thời điểm quan trọng của dược phẩm Bắc Trần, làm sao có thời giờ để thưởng thức buổi hòa nhạc piano. Đêm trôi qua, một tin tức đang được lan truyền rộng rãi trên các con đường và ngõ hẻm của Thiền Thành, khiến vô số người bàn tán sôi nổi. Khách sạn Quỳnh Thủy Loan, triển lãm chiêu bài Nam Quyền. Đây là Trần Trụi Câu một cái tát vào mặt, không ít dân chúng ở Thiền Thành vô cùng tức giận. Còn đem chủ đề của triển lãm cũng được đặt tên là Nam Quyền Hèn Nhát. Cái gọi là Bắc Quyền Triệu Sơn này rõ ràng là đang khiêu khích toàn bộ giới võ thuật ở Thiên Thành. Tuy nhiên,
người ta thực sự rất mạnh mẽ, quán chủ của tất cả các quyền quán lớn đã bị hắn đánh bại, các ngươi không phục cũng không được. Cái này cái gọi là nam quyền hèn nhát triển lãm hội, rõ ràng chính là tại thiền thành nhục nhã các nhà quyền quán, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị quần ẩu sao? Đương nhiên là sợ, bằng không thì làm sao hắn có thể công khai tuyên truyền như vậy? Hiện tại cả thành phố đều biết đến triển lãm nam quyền hèn nhát này, nếu thật sự có quần ẩu, nam quyền thực sự sẽ trở thành một trò cười. Sáng sớm, Tống Thu đã tập bộ pháp kỳ lân trên Mai Hoa Thung. Vẻ mặt của Tống Thu nghiêm túc chưa từng có. Khi Sở Trần đi ngang qua, hắn đã uốn nắn và chỉ điểm những gì Tống Thu không hiểu. Vào giờ này ngày mai, em sẽ thách đấu với Bắc Quyền Triệu Sơn. Tống Thu hít một hơi thật sâu, nếu những người khác trong tinh anh quyền quán biết về quyết định này, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Khi sự lĩnh ngộ về bộ pháp kỳ lân ngày càng sâu hơn, Tống Thu cũng có một chút mong đợi trong lòng. Xét về thực lực, cậu không phải đối thủ của Triệu Sơn. Sở Trần nói, anh muốn cậu luyện kỹ 3 chiêu đầu bởi vì anh muốn cậu đánh bại Triệu Sơn trong vòng 3 chiêu. Bất quá, đây là cơ hội chiến thắng duy nhất của cậu, nếu Triệu Sơn không thể bị hạ trong 3 chiêu, thì cậu sẽ thất bại. Tống Thu gật đầu lia lịa, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Trong trận chiến này, cậu phải chiến đấu. Vì tinh anh quyền quán, vì nam quyền, thở ra một hơi, Tống Thu tiếp tục luyện quyền. Tin tức về triển lãm nam quyền hèn nhát cũng nhanh chóng lên men ở Thiền Thành. Đêm đó, rất nhiều người đã tập trung quanh khách sạn Quỳnh Thủy Loan Thiền Thành. Có không ít tiếng chửi bới. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản việc khai mạc triển lãm này. Tất cả các quyền quán đều coi ngày sắp tới là một sự sỉ nhục màn đêm bao trùm. Trong phòng làm việc của Hoàng Giang Hồng, Hoàng Vũ Hoàng Nhị Gia đẩy cửa bước vào, đi cùng với anh ta là Hoàng Dương và Hoàng Lân Hoàng Ngũ Gia. Muộn như vậy rồi còn có chuyện gì? Hoàng Giang Hồng đang đọc sách, chúng con vẫn chưa tra được lai lịch của Bắc Quyền Triệu Sơn. Hoàng Vũ nói, người này dường như từ không khí xuất hiện, khiêu chiến các quyền quán lớn, vào ngày mai có tổ chức cái gọi là triển lãm hội. Hắn dường như muốn khiêu chiến tất cả các gia tộc ở Thiền Thành. Thiền Thành võ thuật thịnh hành, đằng sau các võ quán luôn có sự hậu thuẫn về tài chính từ các gia tộc. Khiêu chiến quyền quán của các nhà, cùng với khiêu chiến các gia tộc kinh doanh ở Thiền Thành, cũng không có khác biệt gì. Có tin tức gì từ các gia tộc không? Hoàng Giang Hồng hỏi, Hoàng Vũ nói, họ Tôn đã mời một cao thủ ở Dương Thành, nhà họ Diệp đến bôn lôi quyền quán, Lôi Đại Đồng dường như đã mời sư bá của mình xuống núi. Hoàng Vũ nói, đều sẽ chuẩn bị để đòi lại mối hận vào triển lãm ngày mai. Cha, chúng ta có nên chọn một người trong số các thành viên của võ đường Hắc Diệu Đường để đại diện cho Hắc Diệu quyền quán xuất chiến vào ngày mai không? Hoàng Dương nói, cũng nên làm như vậy, để xóa tan đám mây mù mấy ngày qua. Mấy ngày nay, Hoàng Dương cảm giác một ngạt chưa từng có. Đường đường là nhà họ Hoàng có cảm giác bị người ta chơi. Mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không được vội vang động thủ. Hoàng Giang Hồng nói, mỗi nhà làm cái gì, hãy theo dõi những gì xảy ra, chúng ta chỉ chờ nhà họ Triệu. Nghe vậy, con người của mấy người hơi co lại. Hoàng Vũ nói, bất quá, hẳn là Triệu gia cũng đang theo dõi động tĩnh của Hoàng gia chúng. Con có cảm giác rằng nhà họ Triệu đã không kiềm chế được nữa. Hoàng Lân đột nhiên lên tiếng, sắc mặt Hoàng Dương kinh biến, ngũ đệ, chú đã có manh mối về nhà Kim Than phải không? Chính là vì không có manh mối, cho nên em nghi ngờ đó là hành động của nhà họ Triệu. Hoàng Lân trầm giọng nói, tại Thiền Thành, ngay dưới mắt chúng ta, có thể đem chuyện này làm đến giọt nước không lọt, không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ sợ, không có mấy người có thể làm được. Hoàng Giang Hồng hai mắt lạnh lùng nheo lại, một tia sáng lạnh xẹt qua. Thời gian yên lặng quá lâu, hẳn là cũng nên có chút sóng gió. Hoàng Giang Hồng đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn Hoàng Vũ, ngày mai mấy giờ Ngọc Hằng về? 5 giờ chiều à, Hoàng Giang Hồng mỉm cười, thông báo một chút đi, nếu ngày mai không có việc gì đặc biệt quan trọng, đều cùng đến đón Ngọc Hằng với ta đã không gặp nó 5 năm rồi, ta rất nhớ đứa nhỏ này. Vẻ mặt của Hoàng Vũ lộ ra vẻ vui mừng, con hiểu rồi, cha. Đêm qua đi, sáng hôm sau, khách sạn Quỳnh Thủy Loan, nhiều người lao vào, phòng triển lãm rộng hàng trăm mét vuông nhanh chóng chật kín người. Bảng hiệu của mỗi quyền quán đều được đặt ở những vị trí cực kỳ dễ thấy. Ngoài ra còn có một nhóm nhân viên bảo vệ do Triệu Sơn thuê để duy trì trật tự. Ở trung tâm của phòng triển lãm, có một lôi đài lớn. Một bên lôi đài, Bắc Quyền Triệu Sơn rót đầy một ly rượu, vừa uống vừa chờ những người không phục sẽ đến thách đấu. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ,
đặc biệt là dòng chữ nam quyền hèn nhát treo trên nóc phòng triển lãm khiến mọi người cảm thấy bị sỉ nhục. Tuy nhiên, không một ai dám đến gần Triệu Sơn, một thân sát khí khiến người ta sợ hãi. Đi vào hiện trường cũng có không ít những đệ tử quyền quán. Có tin tức truyền ra, vào ngày hôm nay, các đại quyền quán sẽ tới khiêu chiến Bắc quyền Triệu Sơn, vì giới võ thuật thiền thành, lấy lại mặt mũi. Bôn lôi quyền quán đến, có tiếng thốt lên bất ngờ từ đám đông, đôi mắt của nhiều người sáng lên vì phấn khích. Trong đội của bôn lôi quyền quán, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồ võ học, bộ pháp vững vàng, khí thế bức người. Sư bá của Lôi Đại Đồng, không ngờ lần này lại kinh động đến lão nhân gia ông ta. Ngày xưa Lôi Báo có danh xưng là Chiêu Mông, Lôi Báo tiền bối, xin hãy vì các quyền quán thiền thành, chút cơn giận. Đám người đều hô lớn, Diệp gia, Diệp Thiếu Hoàng cũng nằm trong đội ngũ này. Nếu không phải ta bị thương ở lễ đoạt thanh, ta nhất định sẽ không thua người này. Lôi Đại Đồng nghiến răng, trong mắt hiện lên vẻ không phục. Đi vào trước lôi đài, Chiêu Mông nhảy lên và đáp xuống sàn đấu, bôn lôi quyền quán, Chiêu Mông, xin được chỉ giáo. Ha ha ha, Triệu Sơn uống cạn rượu trong cốc và đứng dậy. Cái tên Lôi Báo, ta có nghe nói qua, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cuồng vọng, Lôi Báo tiền bối, xin hãy cho hắn một bài học. Sư bá, người này quá phách lối. Chiêu Mông nhìn Triệu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu hòa tử, không coi ai ra gì, cũng không phải là điều tốt. Điều đó còn phụ thuộc vào việc Lôi Báo tiền bối có đủ tư cách để nói điều này trước mặt tôi hay không. Triệu Sơn xuất thủ trước, tung quyền mà ra, biệt thự của nhà họ Tống. Tống thu hồi hộp chờ đợi và cứ liên tục xem tin tức trên điện thoại. Cậu hồi hộp chờ đợi ở tầng 1 của biệt thự nơi Sở Trần ở. Anh rể, còn chưa xong sao? Tống thu thì thào, tiền bối Lôi Báo đã ra tay. Từ cửa sổ lầu 2 của biệt thự, Sở Trần đang đánh răng thò đầu ra, Lôi Báo là ai? Quán chủ tiền nhiệm của bôn lôi quyền quán, cũng là sư bá của Lôi Đại Đồng. Tống thu nói, Sở Trần nồ lên một tiếng, Trần Đậu Hũ, ta nhớ ra rồi. Ngừng một chút, Sở Trần nói tiếp, Diệp Thiếu Hoàng muốn nhân cơ hội đánh ra chút thể diện đi, có điều, chỉ bằng mượn một cái Trần Đậu Hũ, theo ta thấy, vẫn là đi bị đánh cho mất mặt đi. Sở Trần lại lần nữa co rụt đầu lại, Tống thu cố nén sự lo lắng trong lòng. Đối với cậu, mỗi giây đều như dài dằng dặc, đồng thời, cậu liên tục làm mới điện thoại và xem tin nhắn trong nhóm. A, à, vẻ mặt Tống thu biến sắc, cầm chặt điện thoại, tiền bối Lôi Báo, thật sự thua rồi. Nội tâm Tống thu thắt lại, vẻ mặt có chút bất an, đồng tử mở to. Trong hai ngày qua, cậu ta đã liên tục lĩnh hội được ba thức đầu tiên của kỳ lân bộ. Tuy nhiên, cái này vẫn chưa được đấu với ai bao giờ, Tống thu thực sự không có nhiều sự tự tin trong lòng. Hẳn là bác quyền Triệu Sơn sẽ càn quét cả thành phố. Rất nhiều người từ tinh anh quyền quán đến hiện trường, nhưng sau khi tiền bối Lôi Báo thua, không ai dám lên thách đấu với bác quyền Triệu Sơn. Tống thu luôn luôn chú ý đến tin tức trong nhóm, sau 10 phút, cậu không nhịn được ngẩng đầu kéo dài âm thanh, anh rể. Sở Trần mặc đồ ngủ đi ra ngoài ban công, đừng quấy rầy việc trang điểm của chị gái cậu. Tống thu, Sở Trần quay lại, Tống Nhan đang pha trà, liếc nhìn Sở Trần, rõ ràng là tên này đang cố ý trì hoãn. Tính tình của Tiểu Thu cần phải mài giũa một chút. Sở Trần đẩy cửa vào, bà xã à, anh vừa rửa mặt và đắp mặt nạ. Đôi mắt Tống Nhan chợt mở to, đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần. Khó trách hai ngày nay mặt nạ của mình càng ngày càng ít. Vậy mà là do tên ngốc này, hắn thực sự yên tâm thoải mái phụ trách vẻ đẹp của mình. Nửa giờ sau, Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau xuống lầu. Tống Thu ngồi trên ghế ở lầu 1, vẻ mặt đầy ai oán nhìn Tống Nhan, tỉ tỉ. Vừa rồi có hai người nữa lên thách đấu với Triệu Sơn, và bọn họ đều đã bị đánh bại. Ý của hắn hẳn là do chị gái mình quá chậm trễ. Tống Nhan, đâu có liên quan gì tới ta. Tống Nhan lái xe, trên đường đi, Tống Thu hết lần này đến lần khác ngạc nhiên. Hôm nay có mấy quyền quán các nhà đều có chuẩn bị, bọn họ muốn giao thủ với Triệu Sơn ở triển lãm, nhưng Triệu Sơn này rõ ràng là có chuẩn bị. Tống Thu nhìn chằm chằm thông tin trên điện thoại, đột nhiên hét lên. Dương Thành Nam Sơn quyền quán vậy mà thực sự đã đến. Tống Thu đột nhiên trở nên sung sức, hóa ra là nhà họ Tôn đã mời họ ra tay. Sở Trần quay lại, sư phụ của Nam Sơn quyền quán, hắn ta rất nổi tiếng sao? Trong giới võ thuật Dương Thành, ông ấy rất nổi tiếng. Tống Thu nói, thực lực của ông ấy chắc chắn cao hơn tiền bối Lôi Báo. Vẻ mặt của Tống Thu phấn chấn, đương nhiên cậu cũng hy vọng có người có thể đánh bại được Bắc quyền Triệu Sơn.
Tống Thu thực sự không có nhiều tự tin vào bản thân. Xe chạy theo hướng khách sạn Quỳnh Thủy Loan, vẻ mặt phấn khích trên mặt Tống Thu từ từ thu lại. Nam Sơn sư phụ, vậy mà cũng không chiếm được thế thượng phong. Tống Thu nắm chặt tay, Bắc Quyền Triệu Sơn này thật sự khó đối phó như vậy sao? Tống Thu trong lòng cảm thấy khó chịu, nhớ kỹ lời anh rể nói với em. Sở Trần nói, hôm nay cái gọi là triển lãm này, tùy ý cậu đập phá. Sở Trần quay đầu lại, nhìn Tống Thu cười, chỉ cần cậu có thể đánh bại Triệu Sơn, từ nay về sau, giới võ thuật Thiền Thành sẽ biết đến một cái tên, Nam Quyền Tống Thu. Tống Thu hô hấp không khỏi dồn dập hơn, đôi mắt hiện lên sự hưng phấn. Nam Quyền Tống Thu, cậu ta thích bốn chữ này vô cùng, thiếu niên nào mà không có ước mơ anh hùng. Tống Thu thuở nhỏ luyện tập công phu quyền cước, trong lòng có tinh thần hiệp nghĩa, đây cũng là lý do vì sao sau khi Sở Trần tại buổi lễ đoạt thanh, dễ dàng như vậy liền đem hắn chinh phục. Vào lúc lâm nguy, Sở Trần một tay đưa nhà họ Tống lên đỉnh Thiền Thành, quan sát quần hùng. Trong lòng Tống Thu, người mà cậu kính ngưỡng chính là một nhân vật như vậy. Khi đến gần khách sạn Quỳnh Thủy Loan, điện thoại di động của Tống Thu đã truyền đến kết quả của trận hỗn chiến. Sư phụ tới từ Dương Thành cũng thất bại. Tống Thu hít một hơi thật sâu. Đôi mắt của cậu ấy đã rơi vào khách sạn Quỳnh Thủy Loan. Cuối cùng sau khi tìm được một chỗ trong bãi đậu xe để đậu xe, ba người Sở Trần đi về phía lối vào của khách sạn Quỳnh Thủy Loan. Trần ca, một giọng nói vang lên. Hạ Bắc đã gọi cái danh xưng này rất thuận miệng, mỉm cười bước tới. Tôi biết mà, loại trường hợp này, Trần ca nhất định sẽ đến. Hạ Bắc đã ngồi chờ sẵn ở cửa, chờ Sở Trần đến. Đi thôi, Trần ca, hãy dạy cho Bắc Quyền Triệu Sơn đó một bài học. Hạ Bắc sốt ruột nói. Sở Trần khẽ cười, tôi cũng chỉ đến xem trò vui như cậu thôi. Hạ Bắc sửng sốt, cùng đoàn người đi về phía trước. Trần ca, sau khi anh tiến vào, nhất định phải nhìn sự kiêu ngạo của tên Bắc Quyền Triệu Sơn này, khẳng định sẽ không nhịn được. Bước vào phòng triển lãm, cũng có không ít người phải ra khỏi phòng triển lãm, bởi vì quá mức uất ức. Hôm nay, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Bắc Quyền Triệu Sơn đứng ở trung tâm của lôi đài, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, tôi cũng xin mọi người dụng tâm thưởng thức, những cái gọi là quyền quán này, thật sự là vỏ dụng. Dưới lôi đài, không ít ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Bắc Quyền Triệu Sơn. Sau đó Triệu Sơn nói, tôi cũng đã cho bọn họ cơ hội đánh lôi đài, nhưng đáng tiếc, không có ai có thể chiến đấu. Triệu Sơn liếc nhìn xung quanh vẻ nhẹ nhàng lắc đầu, mọi người có biết, tại sao tôi lại hung ác dẫm đạp lên Nam Quyền? Không có ai đáp lại Triệu Sơn. Tất cả đều đang nhìn vào Triệu Sơn bằng đôi mắt đầy phẫn nộ và uất ức. Tôi sinh ra ở Thiền Thành. Câu nói đột ngột của Triệu Sơn khiến hiện trường náo động. Tôi cũng là người của Thiền Thành, chỉ có điều tôi từ nhỏ đã đi về phương Bắc để bái sư. Triệu Sơn thở dài, tôi trở về và phát hiện giới võ thuật của Thiền Thành thực sự quá yếu. Thời gian này, tôi dùng mấy ngày để chứng minh, nam hèn nhát. Triệu Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người, lớn giọng nói, tuy nhiên, kể từ giờ phút này trở đi, Nam Quyền không còn là kẻ hèn nhát nữa. Thân thể Triệu Sơn nhảy lên, đem bảng hiệu Nam Quyền hèn nhát đá gãy, vinh quang của Nam Quyền, từ nay để ta tới bảo vệ, các ngươi không xứng đáng gọi là Nam Quyền. Âm thanh lớn và chói tai vô cùng, đám người xung quanh rốt cuộc không kìm được, những tiếng mắng mỏ vang lên liên tục. Ngươi thì tính là cái gì? Không phải chỉ biết đánh nhau một chút sao, dựa vào cái gì lại làm nhục Nam Quyền? Bản thân sinh ra ở Thiền Thành, lại dẫm đạp lên quyền giới Thiền Thành, đúng là một con sói mắt trắng. Từng tiếng mắng to vang lên, Triệu Sơn nhìn đám đông, đột nhiên cười to lên. Âm thanh của tiếng cười hoang dại ngay lập tức lấn áp cả tiếng chửi rủa của nhiều người. Một chi đội ngũ bỗng nhiên xuất hiện, đi về phía lôi đài bước tới. Là người nhà họ Triệu, Triệu gia, Triệu Tín Nhiên. Tiếng âm thanh kinh hô vang lên. Triệu Tín Nhiên, một nhân vật quyền lực trong gia tộc nhà họ Triệu, có uy danh hiển hách ở Thiền Thành. Nhà họ Triệu định ra tay sao? Ánh mắt nhiều người chợt lộ ra vẻ chờ mong. Những năm gần đây, nhà họ Triệu rất khiêm tốn. Tuy nhiên, trong lòng tôi, thực lực của nhà họ Triệu chỉ đứng sau nhà họ Hoàng. Tôi hy vọng cao thủ của nhà họ Triệu có thể đánh bại Triệu Sơn. Đột nhiên, giọng nói người này bỗng dừng lại. Đội ngũ nhà họ Triệu bước tới trước lôi đài, Triệu Tín Nhiên một mình bước vào lôi đài. Không ít người trợn tròn mắt đến cực điểm. Triệu Tín Nhiên muốn đích thân ra sân sao? Nhưng tôi chưa từng nghe nói qua Triệu Tín Nhiên lại biết công phu quyền cước. Triệu Sơn nhìn Triệu Tín Nhiên, đột nhiên cười một tiếng, cha, con đã không làm cha thất vọng. Lời nói vừa rơi xuống,
toàn bộ người trong đại sảnh triển lãm lập tức yên lặng. Vẻ mặt của mọi người đều toát ra vẻ không thể tin. Triệu gia, Triệu Sơn, tất cả mọi người đều chết lặng. Cái gọi là Bắc Quyền Triệu Sơn hóa ra là người nhà họ Triệu, con trai của Triệu Tín Nhiên. Tốt lắm, ha ha ha, Triệu Tín Nhiên cười to, vỗ vỗ vai Triệu Sơn, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, giới thiệu quý vị một lần nữa, đây là con trai tôi, Triệu Sơn. Toàn trường đều im lặng, Bắc Quyền Triệu Sơn thực chất là người nhà họ Triệu, nhưng mà, người Triệu gia lại dùng phương thức như vậy để nhục nhã toàn bộ quyền giới Thiền Thành. Nếu như Triệu Sơn vẫn là một tên không rõ lai lịch, thì tất cả mọi người đều có thể chửi ầm lên, nhưng người của Triệu gia, không người nào dám mắng. Nội tâm uất ức, mạnh mẽ nuốt vào. Tôi làm tất cả những điều này chỉ là muốn chứng minh rằng Nam Quyền, ngoại trừ nhà họ Triệu của ta, tất cả đều là kẻ hèn nhát. Triệu Sơn một lần nữa lớn tiếng và nhìn xung quanh với một nụ cười. Tuy nhiên, các vị hãy yên tâm, Thiền Thành từ nay sẽ có Triệu Sơn ta tỏa trấn, không người nào dám tùy tiện đến gây chuyện. Các ngươi cứ việc yên tâm. Triệu Sơn cười nhẹ nói, ta cũng sẽ không làm khó mọi người, tất cả các chiêu bài của các võ quán ở Thiền Thành ở đây, chỉ cần người đại diện của các võ quán lên đây, rót trà mời ta và thừa nhận vị trí thứ nhất Nam Quyền của Triệu gia, như vậy, liền có thể mang chiêu bài võ quán của bọn họ đi về. Lời nói vừa rơi xuống, có một sự náo động không nhẹ. Nhà họ Triệu vốn luôn khiêm tốn, vậy mà đột nhiên bộc lộ thực lực, đòi thẳng vị trí thứ nhất. Thật là phách lối. Trong đám người, Tống Thu vừa bước vào đã nắm chặt nắm đấm. Tôi ngược lại không nghĩ ra đằng sau tất cả những chuyện này, vậy mà là do nhà họ Triệu đứng đằng sau giở trò. Hạ Bác chế nhạo, chỉ bằng một đợt khiêu chiến này, liền nghĩ có thể lung lay địa vị của Hoàng gia. Đứng thứ nhất ở Thiền Thành, từ trước tới nay luôn là nhà họ Hoàng. Triệu Sơn nói thẳng rằng hắn ta muốn tất cả các quyền quán ở Thiền Thành là phải chấp nhận vị trí số một thuộc về nhà họ Triệu. Không hề nghi ngờ. Đây là đang hướng nhà họ Hoàng để ra tín hiệu thách thức. Ngay khi Tống Thu đang chuẩn bị bước vào lôi đài, đột nhiên có bàn tay đã giữ chặt vai cậu. Thân thể Tống Thu dừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn lên, trên lôi đài, một người khác cũng đã nhảy lên. Xem ra có người không phục, khóe miệng Triệu Sơn nhếch lên, Triệu Tín Nhiên liếc mắt nhìn và bước ra khỏi sàn đấu. Người đàn ổng bước lên sàn đấu thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nói, Hắc Diệu Quyền Quán, Hoàng Hướng Ninh. Ngay khi lời nói vừa dứt, một sự náo động lại vang lên trong phòng triển lãm. Tinh thần không ít người thậm chí còn phấn chấn hơn. Tại khách sạn Quỳnh Thủy Loan ngày hôm nay cũng không có người nhà họ Hoàng xuất hiện. Vậy mà, đúng lúc này, một người đàn ông xuất hiện, tự xưng là thành viên của Hắc Diệu Quyền Quán Hoàng gia. Không ít người phấn khích kích động lên. Hoàng gia Triệu gia, vụ va chạm giữa hai đại gia tộc ở Thiền Thành. Máu của mọi người ngay lập tức sôi sục lên. Không chớp mắt chăm chú nhìn lên lôi đài, cuộc đọ sức giữa Triệu Sơn của nhà họ Triệu và Hoàng Hướng Ninh của Hắc Diệu Quyền Quán được bắt đầu ngay lập tức. Sở Trần ngẩng đầu nhìn trận chiến trên lôi đài, Tống Thu nhìn lên và quét qua phòng triển lãm, ngay sau đó cậu đã nhìn thấy bảng hiệu của Tinh Anh Quyền Quán. Bên cạnh còn có vài võ sinh của Tinh Anh Quyền Quán, lúc này mọi con mắt đều đang dõi theo trận chiến trên lôi đài. Tất cả đều hy vọng rằng Hoàng Hướng Ninh sẽ có thể đánh bại Triệu Sơn và quét sạch nỗi sỉ nhục của Nam Quyền. Mặc dù bây giờ Triệu Sơn có thân phận là người nhà họ Triệu, nhưng trong mắt mọi người, Triệu Sơn không đủ tư cách để đại diện cho Nam Quyền. Hắn còn trước mặt mọi người, nhục nhã Nam Quyền. Anh rể, anh cho rằng nhà họ Hoàng có thể đánh bại tên Triệu Sơn này không? Tống Thu cảm giác lòng bàn tay của mình bỗng đổ mồ hôi. Sở Trần nhìn một hồi lâu, sau đó lắc đầu, e rằng vẫn còn thiếu một chút. Tống Thu đồng tử đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào cuộc chiến trên lôi đài. Tống Thu cảm nhận được sức mạnh cường đại của hai người họ, cậu tự nhủ thực lực của bản thân không thể cạnh tranh với một trong hai người. Với thực lực như vậy, vậy mà vẫn không đánh bại được Triệu Sơn sao? Tống Thu nói, tuy nhiên, em thấy rằng Triệu Sơn bây giờ dường như đang rơi vào hạ phong. Triệu Sơn có thủ đoạn của cổ võ. Sở Trần nói, tuy nhiên, sự xuất hiện của người đến từ võ đường Hắc Diệu đường của Hoàng gia này có thể tiêu hao rất nhiều sức lực của Triệu Sơn, tới lúc đó cậu chiến đấu trên lôi đài, tỷ lệ thắng cũng sẽ cao hơn. Tống Thu cau mày, em đánh không lại. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Triệu Sơn ở khoảng cách gần, Tống Thu đã không còn nửa điểm lòng tin. Sở Trần liếc hắn một cái, nhớ kỹ ba chiêu thức, rồi đánh bại Triệu Sơn, đây là cơ hội thắng của cậu. Tống Thu hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay vẫn đang đổ mồ hôi. Cậu thực sự không có tự tin.
trận chiến kéo dài được gần 10 phút, đột nhiên, chiêu thức của Triệu Sơn đột nhiên thay đổi. Hắn bỗng ra chảo, móng vuốt phát ra, âm thanh như xé rách không khí vang lên. Ầm, một chảo quỷ mị khiến Hoàng Hướng Ninh mất cảnh giác, bả vai trái chuyển tới cơn đau nhói, sau đó liền lưu lại vết máu. Triệu Sơn thuận thế lại ra quyền, từng cú đấm bắn phá liên tục, với một tràng thốt âm thanh phía dưới, cơ thể của Hoàng Hướng Ninh bị đánh bay ra khỏi sàn đấu. Rơi mạnh xuống đất, Hoàng Hướng Ninh liền đứng dậy và nhìn Triệu Sơn. Trên lôi đài, Triệu Sơn hai tay chắp sau lưng coi thường, trên mặt lộ ra nụ cười, nếu như Hoàng gia còn có hứng thú thách đấu, lần sau có thể phái người có thể khiêu chiến. Vẻ mặt Hoàng Hướng Ninh âm trầm, nhìn thoáng qua vết thương trên vai rồi quay lưng bước đi. Toàn bộ phòng triển lãm đột nhiên im lặng, nhà họ Hoàng cũng đã thất bại. Không ít người khuôn mặt khó coi, chẳng lẽ hôm nay toàn bộ quyền quán Thiền Thành thực sự sẽ hoàn toàn bị sỉ nhục. Rất nhiều người không cam tâm, nhưng đối mặt với thực lực, cho dù có không cam tâm cũng phải nuốt xuống. Thậm chí, có một số võ sinh của các quyền quán, ánh mắt không cam tâm nhìn vào bảng hiệu của võ quán bọn họ. Một Lị Trà, thừa nhận vị trí thứ nhất của nhà họ Triệu, liền lấy lại bảng hiệu. Tuy nhiên, đây là một nỗi nhục lớn đối với bất kỳ võ quán nào. Phòng triển lãm im lặng, Tống Thu đột nhiên nhìn thấy tấm bảng của tinh anh quyền quán di chuyển. Đó là Chu Vũ, Chu Vũ mang tấm bảng của tinh anh quyền quán và bước đến sàn đấu. Chết thì chết đi, Tống Kình thực sự không có tự tin đánh bại Triệu Sơn, nhưng lúc này, Tống Thu không có lý do gì để lùi bước. Tống Thu sải bước đến bên Chu Vũ. Tiểu Vũ, cậu định làm cái gì? Tống Thu quát khẽ, không sao đâu, Thu ca, tôi vứt bỏ liêm sỉ lấy lại bảng hiệu của tinh anh quyền quán, rất đáng. Chu Vũ cười, Tống Thu lắc đầu nhận lấy tấm bảng của tinh anh quyền quán từ tay Chu Vũ, để tôi tới đi. Tống Thu một tay cầm tấm bảng, đi từng bước tiến lên lôi đài. Tinh anh quyền quán, bốn chữ, đặc biệt chói mắt, ánh mắt của mọi người đều đổ vào Tống Thu. Không ngờ, người đầu tiên thừa nhận thất bại lại là tinh anh quyền quán. Nghe nói quán chủ của tinh anh quyền quán bị thương nặng. Trần ca, làm sao anh có thể để Tống Thu lên rót trà thừa nhận thất bại? Hạ Bắc nhìn không được mở miệng nói với Sở Trần. Hắn rất hy vọng Sở Trần có thể ra tay. Hạ Bắc cũng tin chắc rằng Sở Trần có thể giành chiến thắng. Sở Trần cười, Tiểu Thu, nhất định sẽ nhận thất bại sao? Hạ Bắc sửng sốt, Tống Nhan lúc này vô cùng lo lắng, Tiểu Thu thật sự có thể đánh bại Triệu Sơn trong vòng 3 chiêu sao? Chỉ sợ hắn không có lòng tin thôi. Sở Trần nói, trên thực tế một chiêu là đủ rồi. Hạ Bắc cẩn thận thăm dò, ý anh là, Tống Thu có thể đánh bại Triệu Sơn. Hạ Bắc căn bản không tin. Trên lôi đài, Triệu Sơn nhìn Tống Thu mỉm cười, xem ra vẫn là người của ích tinh anh quyền quánh thức thời nhất, người hãy tới đây dâng trà. Không cần, Tống Thu đặt tấm bảng hiệu sang một bên, đứng thẳng người, nhìn Triệu Sơn, tinh anh quyền quán, Tống Thu, xin chỉ giáo. Ngay khi lời nói này rơi xuống, tất cả mọi người trong toàn bộ phòng triển lãm đều kinh ngạc tới ngây người. Thằng nhóc này điên rồi sao, hắn cũng dám đi khiêu chế Triệu Sơn. Tống Thu, cái tên này sao lại nghe quen vậy? Đúng rồi, không phải là thiếu gia nhà họ Tống mà Hoàng Ngọc Trân đã xin lỗi đó chứ? Chẳng lẽ là bởi vì được Hoàng Ngọc Trân xin lỗi, cho nên giờ hắn muốn nổi tiếng? Lúc này, tất cả mọi người trong tinh anh quyền quán cũng bị sốc. Thu ca, đừng có xúc động, mau xuống đi. Chu Vũ không khỏi hét lên. Tống Thu sắc mặt lạnh lùng, lúc này sự chú ý của hắn đã hoàn toàn rơi vào Triệu Sơn. Triệu Sơn định thần lại, nhìn Tống Thu, không khỏi nở nụ cười chế nhạo. Can đảm lắm. Xin mời, Tống Thu nói ngắn gọn rồi hít một hơi thật sâu. Tận sâu trong đôi mắt lạnh lùng, cậu không giấu được vẻ lo lắng bất an. Trong lòng Tống Thu quá hoảng loạn, đứng trên lôi đài, cảm nhận những ánh nhìn xung quanh, Tống Thu thậm chí có cảm giác muốn tìm một kẽ hở để chui vào. Đặc biệt là sau khi chứng kiến trận chiến giữa Triệu Sơn và Hoàng Hướng Ninh, Tống Thu không nghĩ rằng mình có thể đánh bại Triệu Sơn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, dù lòng cậu có rối bời đến đâu, cậu cũng phải cắn răng chịu đựng. Tống Thiêu liên tiếp hít sâu mấy hơi, trong đầu liên tục hiện lên giọng nói của Sở Trần, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Tuy nhiên, bên tai cậu, một giọng nói cay nghiệt và mỉa mai vẫn không ngừng vang lên. Triệu gia Triệu Sơn, liên tiếp đánh bại các cao thủ quyền quán lớn ở Thiền Thành, thanh danh đã sớm lên cao, hôm nay hạ lôi đài, thẳng thừng nói rằng Nam Quyền toàn kẻ hèn nhát, nghênh đón các phương khiêu chiến. Kết cục đều không có ngoại lệ, đều bị Triệu Sơn đánh bại, trong đó còn bao gồm một cao thủ hoàng gia. Nhà họ Hoàng thật chủ quan,
thất tướng của nhà họ Hoàng, vậy mà đến một người cũng không tới. Tiểu tử nhà họ Tống này còn chưa cút xuống dưới, đang là chờ mất mặt xấu hổ sao? Khuôn mặt Triệu Tín nhếch nhện lên nụ cười, vô cùng hứng thú xem một màn này. Tiểu tử nhà họ Tống khiến nhà họ Hoàng phải cúi đầu, hóa ra lại là một tên ngu xuẩn và lố bịch như vậy. Triệu Tín nhiên thì thào tự nói, chẳng lẽ suốt bao năm qua, chúng ta đã đánh giá quá cao thực lực của nhà họ Hoàng sao? Triệu Tín nhiên mỉm cười, Thu Ca Thạt Sư Đinh Thách đấu với Triệu Sơn. Chu Vũ không thể tin được, phải biết, vài ngày trước, Tống Thu vừa mới bị đánh tại nhà họ Hoàng. Trong số thế hệ thiếu niên trẻ tuổi, thực lực của Tống Thu rất mạnh, nhưng anh ta không thể đạt đến trình độ của các cao thủ võ thuật ở Thiên Thành. Chu Vũ không đành lòng nhìn những gì sẽ diễn ra kế tiếp. Triệu Sơn nhất định sẽ dùng Tống Thu để lập uy. Tống Nhan và những người khác đi đến trước lôi đài, vẻ mặt Tống Nhan vô cùng căng thẳng, Sở Trần, anh ngàn vạn lần không thể để Tiểu Thu bị thương lần nữa. Sở Trần bình tĩnh, hắn có thể thắng. Hạ Bác Sở khóc sở cười, tôi thấy ngay cả chính cậu ta trong lòng cũng không có tự tin, bước chân có chút không vững. Trong đám người, bên người Diệp Thiếu Hoàng sẽ không thiếu được Vinh Đông. Vinh Đông giễu cợt, một thứ đáng xấu hổ. Diệp Thiếu Hoàng nhìn chằm chằm Tống Thu trên sàn đấu, trong đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Tại bữa tối sinh nhật của Tống Nhan, Diệp Thiếu Hoàng cảm thấy rằng mình có thể đem nhà họ Tống nắm trong tay. Thật tình mọi chuyện sau đó, gặp phải liên tiếp đả kích đã khiến Diệp Thiếu Hoàng cảm thấy mình nhìn thấy nhà họ Tống như là gặp phải khắc tinh. Vốn nghĩ nhân lúc cháy nhà hôi của, mang hoa tặng Tống Nhan nhưng rồi cũng bị thất bại. Với thực lực của Triệu Sơn, nếu hắn không nương tay, chỉ sợ sẽ đánh tàn phế Tống Thu. Diệp Thiếu Hoàng lạnh lùng lẩm bẩm một mình. Trên lôi đài, Triệu Sơn nhìn chằm chằm vào Tống Thu đầy chế nhạo, không có vẻ gì là vội vàng, tôi muốn hỏi một chút, cảm giác của cậu như thế nào khi được Hoàng Ngọc Trân xin lỗi trên báo? Thần sắc Tống Thu trầm xuống, Triệu Sơn rõ ràng là muốn lợi dụng cậu ta để dẫm lên nhà họ Hoàng. Hay là, cậu đăng báo xin lỗi tôi, hôm nay tôi sẽ để cậu bình an xuống lôi đài, thế nào? Triệu Sơn đưa ra một đề nghị mà hắn cảm thấy có lương tâm. Không cần, Tống Thu cố gắng chấn định tâm trạng, xua tay nói, xin mời. Triệu Sơn ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, giống như một con dã thú, hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể Tống Thu. Vậy thì, để ta xem ngươi có thể giãy giụa được bao lâu. Triệu Sơn đột nhiên sải bước xông lên. Hắn vừa tung quyền vừa tiếp cận Tống Thu. Mọi người trong đấu trường đều tròn mắt theo dõi. Ta đặt cược 1 triệu, Triệu Sơn 1 chiêu sẽ kết thúc trận chiến. Một giọng nói vang lên. Đây là điều mà nhiều người đang suy nghĩ vào lúc này. Nhìn thấy Triệu Sơn đang đến gần, trong đầu Tống Thu vang lên giọng nói của Sở Trần. Trong vòng 3 chiêu, hãy đánh bại hắn. Tống Thu đột ngột nghiến răng, thay vì né tránh, ngược lại cậu liền lao về phía Triệu Sơn. Một chàng thốt lên, hắn điên rồi, ý nghĩ này nảy ra trong đầu nhiều người. Dám xông tới Triệu Sơn trong hoàn cảnh như vậy, chẳng phải là tự chuốc lấy thất bại sao? A, Chu Vũ sắc mặt tái nhợt. Vô ý thức nhắm mắt lại. Trong Tinh Anh quyền quán, cậu ta có quan hệ tốt nhất với Tống Thu. Cậu không thể chịu nổi khi thấy Tống Thu bị đánh trên lôi đài. Triệu Sơn trên mặt cũng lộ ra ý cười. Với cú đấm này, hắn ta chắc chắn rằng mặt của Tống Thu sẽ be bét máu. Trong chớp mắt, trong đầu Tống Thu phảng phất hiện lên Mai Hoa Thung. Hình bóng Sở Trần chân đạp huyền diệu kỳ lân bộ. Thức thứ nhất của kỳ lân bộ, kỳ lân xin rượu. Bộ pháp khẽ động. Thân ảnh của Tống Thu đột nhiên như hư ảo. Triệu Sơn không ngờ rằng cú đấm của mình lại đánh thẳng vào không khí. Hơn nữa, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bị đánh mạnh vào yếu huyệt trên lồng ngực. Cú đánh này, ngay chính Tống Thu cũng không nghĩ đến. Hắn chỉ là thi triển kỳ lân bộ, đồng thời thuận thế tung một cú đấm. Sức mạnh này vượt qua sự tưởng tượng của Tống Thu. Triệu Sơn thân hình trực tiếp bị bay ra ngoài, một tiếng nổ vang, hắn rơi xuống dưới lôi đài. Toàn trường lặng ngắt như tờ, gần như có thể nghe thấy tiếng kim châm, có một sự im lặng chết chóc. Tiếng vang mà Triệu Sơn rơi xuống đất dường như khiến mọi người đồng loạt bất động, giống như một điểm huyệt làm bất động thân thể. Không ai nhúc nhích, toàn trường như hóa đá. Sau đó, có tiếng rơi xuống đất, nhiều người buông thứ mình đang cầm, nắm không chắc, mắt như sắp lồi ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Người vừa lớn tiếng nói Triệu Sơn kết thúc trận chiến chỉ bằng 1 chiêu đã chết lặng. Hắn đã không sai. 1 chiêu, thực sự đã kết thúc trận chiến. Tuy nhiên, cái kết nằm ngoài dự đoán của mọi người. Phòng triển lãm yên lặng một cách kỳ lạ. Chu Vũ vẫn nhắm mắt lại,
Sự im lặng đột ngột này khiến trái tim Chu Vũ hoảng hốt, chẳng lẽ Thu Ca sắp bị đánh chết? Chu Vũ buồn bực mở to hai mắt, khóe miệng đột nhiên mở ra đến cực điểm. Trên lôi đài, chỉ còn lại Tống Thu. Triệu Sơn đi đâu vậy? Chu Vũ buột miệng hỏi. Tống Nhàn ánh mắt liếc nhìn Sở Trờ với vẻ mặt khó tin. Hắn ta vậy mà lại làm được rồi. Chết tiệt, Hạ Bắc buột miệng, sững sờ nhìn Sở Trần. Trần ca, anh cũng quá thần đi. Hạ Bắc nhìn Sở Trần với ánh mắt gần như đầy sùng bái. Toàn thiên thành, chỉ sợ cũng chỉ có mình Sở Trần, có thể làm cho Tống Thu trong vòng vài ngày, thay ra đổi thịt, đánh bại Triệu Sơn. Không ai có thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình. Kể cả bản thân Tống Thu đang đứng trên lôi đài. Tống Thu lúc này mới ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được kỳ lân bộ pháp mà Sở Trần dạy cho cậu lại có sức mạnh lớn như vậy. Uy lực do cú đấm đó mang lại khiến Triệu Sơn bay ra ngoài. Thậm chí một lúc sau, Triệu Sơn vẫn nằm trên mặt đất, chưa gượng dậy nổi. Cú đấm của Tống Thu vừa vặn trúng đường thở khiến hắn thở dốc cũng khó, trên người truyền đến sự đau thức đến não. Kỳ lân xin rượu, một chiêu toàn thắng. Tống Thu định thần lại, vẻ mặt không giấu được sự hưng phấn, nắm đấm vung khẽ, sau đó vẻ mặt bình tĩnh trở lại, đi nhẹ vài bước, đứng ở mép lôi đài, chắp tay cúi đầu hướng Triệu Sơn phía dưới, Nam quyền Tống Thu, đã nhường. Nam quyền Tống Thu, bốn chữ này khiến Tống Thu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tại thời khắc này, cậu đang đại diện cho Nam quyền. Giấc mơ anh hùng thời niên thiếu của hắn, vào lúc này cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Bây giờ đứng trên lôi đài. Chỉ còn duy nhất cậu đứng. Càn quét thiên thành, làm nhục Nam quyền, Triệu Sơn vốn bất khả chiến bại, đã bị cậu đánh văng khỏi lôi đài. Theo luật lôi đài, Triệu Sơn đã thua rồi. Ba, 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 Sở Trần mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay ba lần. Ở bên cạnh, Hạ Bắc cũng vỗ tay. Trong toàn bộ đại sảnh phòng triển lãm, những người còn lại cũng tỉnh táo lại, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tốt rồi, nhiều người ánh mắt đều nóng rực. Hưng phấn. Dù không thể tưởng tượng được hay khó tin nhưng trên thực tế, tất cả đều chứng kiến Tống Thu hạ gục Triệu Sơn khỏi sàn đấu chỉ bằng một cú đấm. Tống Thu đại diện cho quyền dưới thiên thành. Với cú đấm này, Tống Thu đã thực sự bảo vệ danh dự cho quyền quanh thiên thành. Thu ca thật tuyệt vời. Chu Vũ và các võ sinh của tinh anh quyền quán xung quanh cậu hận không thể vỗ nát bàn tay. Ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy phấn khích. Khoảnh khắc này là vinh quang của Tống Thu. Đồng thời cũng là vinh quang của tinh anh quyền quán. Là thành viên của tinh anh quyền quán, trong tiềm thức bọn họ đều ngẩng cao đầu. Các quyền quán ở thiền thành, xuất phát từ nội tâm cũng vỗ tay. Dưới áp lực của Triệu Sơn, tất cả mọi người đều quá uất ức. Tất cả như được trút giận vào lúc này, những tràng pháo tay kéo dài trong vài phút. Tống Thu vẻ mặt tươi cười, đứng trên lôi đài, cầm tấm bảng của tinh anh quyền quán. Mọi người, mau lấy lại đồ của mình, Nam quyền. Không có kẻ hèn nhát. Đám người lớn tiếng đáp lại, quyền quán các nhà nhao nhao gỡ xuống bảng hiệu của quyền quán mình. Giữa đám đông, Vinh Đông cũng trở lại mang theo bảng hiệu của Vinh Quang quyền quán, đồng thời nói, Diệp ca, chúng tôi cũng mang bảng hiệu của Bôn Lôi quyền quán trở lại. Diệp Thiếu Hoàng nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Tống Thu trên lôi đài. Vinh dự mà Tống Thu được hưởng vào lúc này chính là điều mà ngày hôm nay hắn muốn. Nhưng mà đến ngay cả lôi báo tiền bối cũng không thể đánh bại Triệu Sơn. Tống Thu này làm sao mà có thể như bật hách vậy? Vinh Đông không khỏi lẩm bẩm nói, có điều, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn tốt hơn so với bị Triệu Sơn làm nhục. Diệp Thiếu Hoàng càng cảm thấy khó chịu. Vài nhân viên bảo vệ nhà họ Triệu đỡ Triệu Sơn dậy, Triệu Sơn vẫy tay chặn lại, để bảo vệ đi ra. Triệu Sơn ảm đạm đứng lên, nhìn chằm chằm Tống Thu. Hắn không thể hiểu làm thế nào mà hắn lại bị đánh bật khỏi lôi đài bởi một tiểu tử nhà họ Tống. Hắn chỉ thừa dịp mình không có phòng bị thôi. Bên tai truyền đến các loại âm thanh hoan hô khiến Triệu Sơn cảm thấy vô cùng chói tai. Đối với Triệu Sơn, đây là một sự mỉa mai trắng trợn. Tống Thu, Triệu Sơn đột ngột hét lên, nhanh chóng lao vào lôi đài. Tống Thu cũng sửng sốt, quay đầu lại, nhìn Triệu Sơn nói còn có việc gì sao? Thần sắc Triệu Sơn âm thầm bất định. Một lúc sau mới lạnh lùng nói, chúng ta đánh lại một trận. Đông đảo ánh mắt nhìn lại Tống Thu không khỏi bật cười. Trận đấu trên lôi đài đã kết thúc, chẳng lẽ Triệu tiên sinh quy tắc nhỏ đó cũng không hiểu sao? Tống Thu xua tay bước ra khỏi lôi đài, hiện tại tôi không rảnh rỗi để đấu với anh. Tống Thu lúc này mang đến cho người ta cảm giác, đó là sự khinh thường. Khinh thường đánh một trận với Triệu Sơn. Triệu Sơn một mình đứng trên lôi đài,
sắc mặt không ngừng biến sắc. Bên tai luôn truyền đến âm thanh không thể thua. Nắm tay Triệu Sơn nắm chặt, hắn tin chắc tiểu tử nhà họ Tống này chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn phòng bị, nhất định có thể dẫm hắn ta dưới chân. Nhưng bây giờ, đối phương đã biết điều này, hắn ta chỉ cần tránh trận chiến. Triệu Sơn trong mắt lóe ra tia tức giận, nỗi uất ức trong lòng cứ trào dâng, tác động đến tâm hồn hắn. Dưới lôi đài, đội ngũ nhà họ Triệu đều lộ vẻ xấu hổ khó coi. Triệu Tín Nhiên sắc mặt càng thêm ảm đạm. Tại buổi triển lãm ngày hôm nay, hắn dự liệu sau khi Triệu Sơn lộ thân phận, nhà họ Hoàng sẽ ra tay. Triệu Sơn đã không phụ sự mong đợi của mình, đánh bại người của Hoàng gia. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng khoảnh khắc nổi bật của nhà họ Triệu lại thực sự bị phá hủy bởi tiểu tử nhà họ Tống. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm qua nhà họ Triệu mới cao điệu như thế. Đó cũng là trận chiến cao điệu đầu tiên, trực tiếp bị oanh kích đánh đến thảm hại, mặt mũi mất hết. Triệu Tín Nhiên phẩy tay áo bỏ đi, Tống Thu không để ý đến cảm xúc của Triệu gia, hắn đầy hớn hở tới trước mặt Sở Trần, háo hức nhìn Sở Trần. Anh rể, biểu hiện của em thế nào? Tống Thu tràn đầy vui mừng, chờ đợi khen ngợi, em một chiêu liền đánh bại Triệu Sơn, thật không ngờ. Tống Thu đắc ý, Sở Trần mỉm cười, nam quyền Tống Thu, một tiếng hót kinh người. Tống Thu cười sung sướng, ở bên cạnh, Tống Nhan liếc mắt, cậu vừa bước lên lôi đài. Sở Trần đã nói một chiêu cậu liền có thể đánh bại Triệu Sơn. Tống Thu há to miệng, ngây người nhìn Sở Trần, cái này mà anh rể cũng có thể nhìn ra sao. Nghề nghiệp của ta chính là tính. Sở Trần nói, tính là gì? Hạ Bắc dường như đột nhiên bật chế độ trẻ con tò mò. Đoán mệnh vận, tính tiền đồ, tính tài vận, tính nhân duyên. Hạ thiếu gia muốn cái nào? Sở Trần cười nhìn Hạ Bắc, hắn ước tính, Hạ Bắc đối cái cuối cùng cảm thấy hứng thú nhất. Đương nhiên là kết hôn rồi. Hạ Bắc buột miệng, tuy nhiên hắn chợt nhận ra mình không nên nói ra lời này vào dịp này, hắn vội ho hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, xua tay lắc đầu, tôi chưa bao giờ tin thứ này. Tôi tin, Tống Thu nói, chỉ cần là anh rể tôi nói, tôi đều tin. Tống Thu đã là một fan cứng của Sở Trần. Lúc này, Chu Vũ và một số võ sinh khác của Tinh Anh Quyền Quán cũng đã đi tới. Thu ca, anh quá tuyệt vời. Chu Vũ nóng lòng nói. Tống Thu mỉm cười, danh sư chỉ điểm, vẻ mặt tràn đầy tự hào. Không phải ai cũng có anh rể có thể chỉ điểm võ công. Tống Thu thậm chí còn cảm thấy kiêu hãnh vào lúc này. Lấy anh rể làm vẻ vang, vẻ mặt của Chu Vũ và những người khác cũng lộ ra vẻ ghen tị, nhao nhao liếc mắt nhìn Sở Trần. Tất cả bọn họ đều đã chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của Sở Trần tại buổi lễ đoạt thanh. Tuy nhiên, không ngờ rằng kỹ năng chỉ điểm công phu của Sở Trần lại thần kỳ đến vậy. Có thể nói là sửa đá thành vàng. Tiểu Vũ, đem cái này mang trở về. Tống Thu nói, hãy nói với quán chủ rằng cái này là đường đường chính chính cầm về. Được, Chu Vũ hào hứng gật đầu, vẫn liếc nhìn Sở Trần với vẻ hâm mộ. Thật tuyệt khi có một người anh rể như vậy. Bọn họ cũng muốn gọi Sở Trần là anh rể. Tống Thu, tôi không phục. Lúc này trên lôi đài, Triệu Sơn rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận gầm lên một tiếng, đồng thời thân thể nhảy lên. Xông về phía Tống Thu, tôi không có khả năng thua cậu. Triệu Sơn quyền phong mạnh mẽ, nhảy tới với lực lượng mãnh liệt vô cùng. Như thể một chiếc xe tải đột ngột lao về hướng này. Đám đông thốt lên tràng âm thanh. Quá đột ngột, Tống Thu vẫn quay lưng về hướng sàn đấu nên không kịp phản ứng. Tống Nhan sắc mặt tái nhợt. Diệp Thiếu Hoàng vốn đang ảm đạm không vui, hắn luôn chăm chú nhìn Triệu Sơn, hắn biết Triệu Sơn sẽ không bao giờ chấp nhận. Diệp Thiếu Hoàng đã rất vui khi nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Trong chớp mắt, ngay lúc nắm đấm thiết quyền của Triệu Sơn sắp đánh vào đầu Tống Thu, một bàn tay đã vươn ra nắm lấy nắm đấm thép của Triệu Sơn. Trong nháy mắt, Triệu Sơn không thể động đậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Sở Trần, con rể nhà họ Tống. Cú đấm của Triệu Sơn như có sức nặng ngàn cân, trực tiếp bị Sở Trần một tay bắt lấy. Sở Trần thân thể không nhúc nhích, lòng bàn chân như là mọc dê. Về phần Triệu Sơn cũng không thể nhúc nhích, hắn bị Sở Trần dùng nắm đấm bắt lấy, như kìm sắt khóa chặt, không thể động đậy. Tống Thu định thần lại, lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn Triệu Sơn, không thể tin được, anh thua không nổi sao. Sở Trần lạnh nhạt nói, không biết vị thiếu gia này của nhà họ Triệu khiêu chiến tứ phía với nhiều quyền quán khác nhau, có ai bởi vì đánh thua thẹn quá hóa giận, biểu thị không phục không? Chiêu này của Triệu thiếu gia có phải cố tình vạch rõ ranh giới với nam quyền chúng ta? Thể hiện bản thân đặc biệt sao? Trong phòng triển lãm,
nội tâm của mọi người đều vỗ tay nói tốt. Mấy ngày nay, Triệu Sơn đã làm nhục Nam Quyền ở khắp mọi nơi, ngay cả trong cuộc triển lãm này, hắn ta còn đánh ra cờ hiệu Nam Quyền hèn nhát. Bởi vì e ngại thân phận Triệu gia của Triệu Sơn, mọi người không dám nói nhiều, nhưng bây giờ, nhìn thấy Triệu Sơn biệt Sở Trần dạy dỗ, trong lòng bọn họ đều là tán thưởng. Hạ Bắc cũng kinh ngạc nhìn Sở Trần, vừa mới mấy ngày trước khiến nhà họ Hoàng phải cúi đầu bái phục, hôm nay hắn ta lại dạy cho thiếu gia nhà họ Triệu một bài học. Sở Trần đây là muốn đắc tội những gia đình quyền lực nhất ở Thiền Thành. Triệu Sơn vẻ mặt xấu hổ vô cùng, hắn ta biết rằng đòn đánh của mình đã phá vỡ quy tắc của giới võ thuật, nhưng Triệu Sơn kết luận thực lực của Tống Thu thua kém hắn ta rất nhiều. Chỉ cần hắn ta đánh bại được Tống Thu, thì hắn ta sẽ lấy lại được ván đấu ngày hôm nay. Ngay cả khi có người sau đó có nói hắn ta đã phá vỡ các quy tắc thì hắn ta vẫn là người chiến thắng, mà kẻ thắng chính là vua. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng một cú đấm mạnh mẽ toàn lực của mình lại bị người thanh niên bên cạnh Tống Thu đỡ lấy bằng một tay. Đây là cường giả chân chính. Triệu Sơn không cam lòng bị trói buộc, dưới đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng lăng lệ hung ác, đột nhiên, tay trái hóa thành chảo, sắc bén xé tới. Sở Trần buông nắm đấm ra khỏi Triệu Sơn, đồng thời vỗ một quyền đánh trúng móng vuốt của Triệu Sơn. Nhìn nhẹ nhàng, phiêu giật vô cùng. Trong mắt tất cả mọi người hoàn toàn không cảm giác được lực lượng trong lòng bàn tay Sở Trần. Nhưng mà, Triệu Sơn cảm giác được năm ngón tay trong chốc lát bị xé nát, đau đớn hét lên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mọi người kinh ngạc nhìn Sở Trần. Thật không hổ là người được Hoàng Lão Gia Tử khen ngợi là đệ nhất tuổi trẻ ở Thiền Thành. Sở Trần quá mạnh mẽ, anh ta đã dạy cho Triệu Sơn một bài học, giống như bắt nạt một đứa trẻ vậy. Tống Thu có thể đánh bại Triệu Sơn. Nhất định là đâu Sở Trần. Triệu Sơn sắc mặt trắng xanh, đầu ngón tay đau nhói khiến hắn không dám tiến thêm nửa bước. Xấu hổ đến cùng cực, bị Tống Thu đánh bật ra khỏi sàn đấu đã là mất mặt rồi, bây giờ còn có cảm giác mình không thể đánh thắng được nữa. Triệu Tín Nhiên đi tới và đứng bên cạnh Triệu Sơn, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, người đánh bại con chính là người vài ngày trước đã chiến thắng trong buổi lễ đoạt thanh, còn được Hoàng Giang Hồng ca tụng là đương kim thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Con thua một trận này, cũng không mất mặt. Triệu Tín Nhiên nhìn Sở Trần, quả là anh hùng xuất thiếu niên, ngày hôm nay, Tống gia vì Nam Quyền đã lấy lại tôn nghiêm. Lông mày của Tống Nhan không khỏi nhíu một cái. Tống gia, Triệu Tín Nhiên nói không sai. Nhưng mà đối mặt Sở Trần, hắn lại tập trung nói chứ Tống gia, hiển nhiên là chế nhạo thân phận con rể Sở Trần. Sở Trần khẽ cười, quyền không có phân biệt Nam Bắc, cũng giống như con người vốn không phân cao thấp. Chỉ là bản chất nhân tính ti tiện, nhất định phải chia người thành đủ loại khác biệt thôi. Triệu Tín như ngật mình, lắc đầu, đem người chia thành đủ loại khác biệt, không phải là nhân tính, mà là thực lực. Sở Trần không phản bác, mà gật đầu đồng ý, những gì Triệu Tiên Sinh nói đều rất đúng, tôi rút lại những gì vừa nói. Mọi người đều choáng váng, bọn họ còn đang thích thú theo dõi cuộc đấu khẩu của Sở Trần và Triệu Tín Nhiên, nhưng thật bất ngờ, Sở chờ vậy mà nhận thua. Xem ra rốt cuộc hắn vẫn là kiêng kỵ Triệu gia. Tống Nhan liếc mắt nhìn Sở Trần, cô cảm thấy Sở Trần không phải loại dễ dàng chịu thua thiệt. Triệu Tín Nhiên mỉm cười, người thường đi chỗ cao, Sở Trần, có rất nhiều dự án ở nhà họ Triệu thích hợp với cậu, nếu cậu có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Sở Trần cũng cười, Triệu Tiên Sinh cũng đã nói, người thường phải đi một nơi cao hơn, tôi hợp tác với nhà họ Triệu, không phải là tương đương với việc hợp tác với kẻ không còn nửa điểm thực lực cửu đẳng Triệu Sơn này. Tự hạ thân phận. Vẻ mặt của Sở Trần lộ ra vẻ chán ghét. Cửu đằng Triệu Sơn, mọi người đều sững sờ. Sở Trần không phải nhận thua, mà là bình tĩnh phản công, chế nhạo nhà họ Triệu. Triệu Tín Nhiên chính miệng nói thực lực con người chia làm đủ loại khác biệt. Triệu Sơn dễ dàng bị Sở Trần đánh bại, nghiễm nhiên trở thành hạng cửu đằng trong mắt Sở Trần. Còn không có cách nào phản bác Sở Trần, mày, Triệu Sơn sắc mặt tái xanh vì tức giận. Nếu không phục, cậu có thể tới khiêu chiến tôi. Sở Trần lãnh đạm nói, không cần có bất cứ quy củ, hiện tại có thể xông lên khiêu chiến. Triệu Sơn tức giận, toàn thân phát run. Hắn hận không thể lao lên, nhưng lý trí của hắn nói với hắn rằng đi lên sẽ tự rước lấy nhục nhã. Không có thực lực đi. Sở Trần lắc đầu, nắm tay Tống Nhan, bà xã, chúng ta về nhà ăn tối thôi. Vừa đi hai bước, Sở Trần không quên dạy dỗ Tống Thu, Tiểu Thu, đã thấy chưa? Làm người phải có thực lực. Đây là sự khác biệt giữa nhất đẳng tỷ phu và tên cửu đẳng Triệu Sơn. Tống Thu gật đầu rất nghiêm túc, vâng, em hiểu rồi, anh rể.
Hắn không biết tại sao, cùng một lời, trong miệng Triệu Tín Nhiên, Tống Thu cảm thấy rất khó nghe, nhưng khi anh rể cậu nói ra, đó chỉ đơn giản là chân lý. Sau khi bước ra khỏi khách sạn Quỳnh Thủy Loan, Hạ Ba Cốt cuộc không nhịn được mà thở dài, Trần ca, Thiền Thành có mấy đại gia tộc, hình như anh đã đắc tội hết. Em đang cân nhắc có nên cắt xa anh một chút để tránh liên lụy không? Sở Trần cười, nhà họ Triệu đột nhiên cao điệu, hẳn là đã vụng trộm làm nhiều sự tình, từ hôm nay trở đi, Thiền Thành Triệu Hoàng hai nhà, nhất định có một phen long hổ chi tranh, bọn họ sẽ không còn thời gian để tới đối phó với tôi đâu. Bọn hắn khẳng định đều ước gì, đối phương tới đối phó anh. Tống Nhan nói, Sở Trần nở nụ cười, vẫn là nhất đẳng phu nhân thông minh. Tống Nhan, cô có loại muốn để Sở Trần nếm thử hương vị của nhất đẳng phu nhân dùng dao. Người nhà họ Triệu cũng bước ra khỏi khách sạn, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần một cách ngoan độc và hung ác. Nắm tay nắm đấm chặt, cửu đằng Triệu Sơn, sự nhục nhã này, trong tương lai, nhất định phải rửa sạch. Triệu Sơn nghiến răng nghiến lợi. Sân bay, một chuyến bay quốc tế chậm rãi đáp xuống mặt đất, 10 phút sau, những người bên trong lần lượt đi ra. Một thanh niên trong này bước ra, dáng người cao ráo, mặc trang phục giản dị màu trắng, gương mặt điển trai thu hút sự chú ý. Bên cạnh thanh niên là một thiếu nữ xinh đẹp dáng người thon dài nắm tay thanh niên đi về phía lối ra. Yên Nhi, ông nội anh và những người khác đang đợi ở bên ngoài rồi. Người thanh niên chính là Hoàng Ngọc Hằng, hắn cầm điện thoại đang xem thông tin. Cô gái này họ Diệp, tên Yên, nghe thấy lời nói đó, cô tỏ ra lo lắng, nắm lấy cánh tay của Hoàng Ngọc Hằng, liệu mọi người có thích em không? Hoàng Ngọc Hằng bật cười, nếu ngay cả Yên Nhi cũng không thích thì bọn họ sẽ không thích ai cả. Hai người liền cùng nhau đi ra ngoài, người nhà họ Hoàng đều đang chờ bên ngoài, Hoàng Giang Hồng và Hoàng gia thất tướng đều đã tới đông đủ. Điều này đủ để thấy người cháu Hoàng Ngọc Hằng này giữ địa vị lớn như thế nào trong lòng Hoàng Giang Hồng. Bất quá, lúc này tâm trạng của người nhà họ Hoàng không được tốt. Thật không ngờ người được gọi là Bắc Quyền Triệu Sơn vậy mà lại là người của nhà họ Triệu. Vẻ mặt Hoàng Dương u ám, bao năm qua chúng ta biết quá ít về nhà họ Triệu. Tôi càng không nghĩ tới là Tống Thu của Tống gia đã đánh bại Triệu Sơn, tôi từng nhìn thấy cậu ta ở buổi lễ đoạt thanh, nhưng cậu ta không có thực lực như A2 vậy. Hoàng Lâm nói, trong này hẳn là có liên quan đến Sở Trần. Sở Trần đã đắc tội với nhà họ Triệu, như vậy, cũng không cần chúng ta xuất thủ. Hoàng Ngọc Trân nở nụ cười, tin tức này đối với hắn mà nói, ngược lại rất tốt, Triệu gia vốn sống khiêm tốn nhiều năm như vậy, đột nhiên trở nên phách lối khi vừa mới xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên cao điệu, đã bị Sở Trần làm cho bẽ mặt, Triệu gia nhất định sẽ không thể nuốt trôi khẩu khí này. Tọa sơn quan hổ đấu, nhà họ Hoàng thần sắc đều có vẻ mong đợi. Đột nhiên, Hoàng Vũ hai mắt sáng lên, hắn chỉ vào phía trước, đằng kia có phải là Ngọc Hằng không? Ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn. Ở phía xa lối ra, Hoàng Ngọc Hằng và Diệp Yên cùng nhau đi ra ngoài. Đã 5 năm không gặp, Hoàng Vũ ban đầu thực sự là giật mình, sau đó hưng phấn vẫy tay, Ngọc Hằng. Hoàng Ngọc Hằng ngẩng đầu lên, tăng nhanh tốc độ. Ông nội, cha, các vị chú bác. Ngọc Hằng đi tới với nụ cười trên môi, chào hỏi mọi người, nhẹ nhàng và tao nhã, sau đó giới thiệu, đây là bạn gái của con, Diệp Yên. Diệp Yên nhẹ nhàng nói. Xin chào mọi người. Hoàng Vũ hai mắt sáng lên. Thảo nào mà Ngọc Hằng trong điện thoại có nói nhỏ muốn tạo bất ngờ cho mình. Hóa ra là đưa con dâu về. Hoàng Vũ cười cười, tốt rồi, ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn ngon, chúng ta về trước đi. Trên đường trở về xe, Hoàng Ngọc Hằng và Hoàng Giang Hồng cùng ngồi trên xe. Ngọc Hằng, những năm này, cháu sống tốt chứ? Hoàng Giang Hồng gương mặt hiền lành. Hoàng Ngọc Hằng đôi mắt ẩn hiện một tia sáng. Sau đó tự tin nói, ông nội, Ngọc Hằng bây giờ so với 5 năm trước đã mạnh hơn gấp trăm lần. Tốt rồi, Hoàng Giang Hồng cười thích thú, vỗ vỗ vai Hoàng Ngọc Hằng, hãy cố gắng chăm chỉ, trong mắt ông nội, nhà họ Hoàng, trong tương lai chỉ có cháu mới có thể kế thừa Hắc Diệu Đường. Hắc Diệu Đường đại diện cho trung tâm quyền lực của nhà họ Hoàng. Điều này có nghĩa là ứng cử viên cho vị trí gia chủ của Hoàng gia tiếp theo, trong lòng của Hoàng Giang Hồng đã có quyết định. Hoàng Ngọc Hằng gật đầu. Rồi nói, nhân tiện, ông nội, Yên Nhi theo học cùng chỗ với cháu, nhà cô ấy cách nhà chúng ta không xa, nằm ở Dương Thành. Dương Thành, Hoàng Giang Hồng liếc nhìn người đang ngồi ghế kế bên tài xế, Diệp Yên. Diệp Yên quay đầu cười nhẹ, ông nội, Diệp Phi Tuyền, là cha của con. Nghe vậy, con người của Hoàng Giang Hồng không khỏi co rút lại. Dương Thành Diệp gia,
Đó là một trong những gia tộc quyền lực nhất ở Dương Thành, thực lực của bọn họ thậm chí còn áp đảo nhà họ Hạ. Bạn gái của Hoàng Ngọc Hằng vậy mà lại là con gái của trưởng tộc nhà họ Diệp. Nếu như hai nhà có thể kết thành thông gia, nhất định sẽ rất có lợi cho nhà họ Hoàng. Nếu Hoàng Ngọc Hằng có thể nhận được tài nguyên của nhà họ Diệp, thì việc trưởng quản Hắc Diệu Đường của nhà họ Hoàng sẽ không có bất cứ ai phản đối. Khuôn mặt của Hoàng Giang Hồng nở một nụ cười, nếu có cơ hội, xin mời Diệp gia chủ đi ra uống trà, ta cũng gọi là quen biết một chút. Ông nội, việc này nhất định là chuyện tốt. Hoàng Ngọc Hằng kéo cánh tay của Hoàng Giang Hồng, cháu báo cho ông một tin vui, Yên Nhi đã mang thai đứa con của cháu, lần này cháu trở về, hai gia đình chúng ta cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của cháu với Yên Nhi. Ánh mắt của Hoàng Giang Hồng vui mừng, ông đương nhiên hài lòng với một người cháu dâu như thế này. Hoàng Ngọc Hằng cau mày, ba ngón tay chạm vào mạch của Hoàng Giang Hồng, ông nội, gần đây ông có phải bị bệnh gì không? Nghe vậy, Hoàng Giang Hồng ngạc nhiên nhìn Hoàng Ngọc Hằng, cháu có thể nhìn ra sao? Đây còn không phải là bệnh bình thường, Hoàng Ngọc Hằng nói với vẻ mặt ủ rũ, có người đã hãm hại ông nội. Đôi mắt Hoàng Ngọc Hằng lạnh lùng nheo lại, một lúc sau mới nghiêm nghị nói, ông nội không bị bệnh, mà bị trúng cổ thuật. Cổ trong cơ thể ông nội là do ai hóa giải? Diệp Yên quay lại hỏi, lão nhàn đã tính tới, ông nội có quý nhân phù trợ. Hoàng Giang Hồng nói, sự thật cũng quả là thế, có người cho ta một vò rượu, uống 7 ngày liền khỏi bệnh. Chính là vị đạo trưởng từ Tinh La Tiểu Điếm. Lông mày của Hoàng Ngọc Hằng nhướng lên, cổ của ông nội, ngoại trừ người hạ cổ, người còn lại muốn hóa giải, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, liên lụy tới nhiều người như vậy trong kỳ môn, vị đạo trưởng kia, đoán chừng không dễ dàng tính ra. Hoàng Giang Hồng sửng sốt, Ngọc Hằng, cháu hiểu cái này sao? Con học ở nước ngoài, chính là viêm hoàng cổ võ chính thống. Hoàng Ngọc Hằng nói, đương nhiên, những thứ bàng môn tà đạo này cháu cũng hiểu chút ít. Chúng ta nếu có thể trở về sớm hơn, ông nội cũng sẽ không bị trúng kế của kẻ khác. Diệp Yên nói, cổ trên người ông nội, Ngọc Hằng có thể hóa giải. Thật sao? Hoàng Giang Hồng hai mắt sáng lên, nhìn Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Ngọc Hằng gật đầu. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng mà, trong vòng 7 ngày, cháu thực sự có thể hóa giải cổ trên người của ông nội. Hoàng Giang Hồng tràn đầy vui mừng, Ngọc Hằng, ông nội thật sự không nhìn lầm con cũng không làm ông nội thất vọng. Tuy nhiên, về cái bẫy, Hoàng Giang Hồng lắc đầu và nói, ông và lão nhàn đã làm bằng hữu nhiều năm như vậy, hắn sẽ không gạt ta, chút tự tin này ta khẳng định. Hoàng Ngọc Hằng cùng Diệp Yên nhìn nhau, ông nội, trước khi cháu trở về, trong nhà có chuyện gì không? Hoàng Ngọc Hằng hỏi, nói đến chuyện mấy ngày nay thật là có khá nhiều, có một cái tên, cháu phải nhớ kỹ, Tống Gia, Sở Trần. Hoàng Giang Hồng nói, vừa dứt lời, Hoàng Ngọc Hằng không khỏi sững sờ, Tống Gia, Sở Trần. Hắn là con rể nhà họ Tống, bất quả hắn văn võ song toàn, bệnh của ông nội cũng là nhờ hắn trị khỏi. Hoàng Ngọc Hằng khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu khinh thường. Một tên ở rể sao? Mấy ngày nay Sở Trần thật sự đã bộc lộ tài năng. Hoàng Giang Hồng liền kể về những việc Sở Trần đã làm mấy ngày qua. Tống Gia, Sở Trần, Hoàng Ngọc Hằng đã nhớ kỹ cái tên này. Ông nội, cháu cam đoan rằng cổ trong cơ thể ông có liên quan tới tên Sở Trần đó. Hoàng Ngọc Hằng nói, nếu không, hắn làm sao có thể dễ dàng hóa giải. Ánh mắt Hoàng Ngọc Hằng lạnh như băng, còn lấy tính mạng của ông nội ép người nhà họ Hoàng phải cúi đầu. Nếu như chúng ta có thể về sớm mấy ngày thì sẽ không để hắn được như ý rồi. Diệp Yên nói, bất quá, muốn thu lại nợ nần, ngược lại cũng không trễ. Ngọc Hằng, cháu vừa trở về, mấy ngày này liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Hoàng Giang Hồng nói, chuyện này đã qua rồi, theo như ông nghĩ, nhà họ Triệu ngược lại mới là nghi phạm lớn nhất trong chuyện này. Nhà họ Triệu, Hoàng Ngọc Hằng nhướng mày, không phải bọn họ mấy năm nay sống rất khiêm tốn sao? Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy đã có đủ vốn liếng để khiêu khích chúng ta? Hoàng Giang Hồng nói về sự việc chiếc xe của Sở Trần bị sơn đỏ tạ tung tóe và sự việc hôm nay ông mới nhận được về chuyện xảy ra ở triển lãm cho Hoàng Ngọc Hằng nghe. Ngọc Hằng, có vẻ như anh trở về thật đúng lúc. Diệp Yên nói, Hoàng Ngọc Hằng hai mắt lóe lên. Ông nội, nghỉ ngơi thật tốt, cứ để Ngọc Hằng xử lý những chuyện này. Hoàng Ngọc Hằng nói, chỉ là một nhà họ Triệu, một tên con ở rể nhà họ Tống, những người này không thể gây sóng gió gì được. Hoàng Giang Hồng gật đầu với một nụ cười trên khuôn mặt của Minh. Ông đã sớm khẳng định rằng nếu Hoàng Ngọc Hằng trở lại sớm hơn vài ngày, Sở Trần sẽ không phải là người sáng chói nhất tại buổi lễ.
chiếc xe từ từ chạy tới nhà họ Hoàng. Tại bữa tối, Hoàng Ngọc Hằng cũng đã công bố thân phận của Diệp Yên cho mọi người trong gia đình. Nhiều người nhà họ Hoàng đều thầm kinh ngạc, ánh mắt của Diệp Yên càng thêm khác lạ. Con gái của trưởng tộc nhà họ Diệp, thân phận thật hiển hách. Hoàng Dương sắc mặt càng thêm biến sắc, sau đó hắn thở dài một hơi liếc mắt nhìn Hoàng Ngọc Trân đang vui vẻ ăn cơm, Hoàng Dương nhẹ nhàng lắc đầu. So với Hoàng Ngọc Hằng, người toát ra hào quang chói lọi từ trong ra ngoài, Hoàng Ngọc Trân chỉ đơn giản giống như một chiếc túi rơm. Hoàng Dương cũng không trông cậy vào Hoàng Ngọc Trân có thể cạnh tranh với Hoàng Ngọc Hằng. Khoảng cách giữa hai bên là quá lớn. Sau khi bữa tối sôi động của nhà họ Hoàng kết thúc, Hoàng Ngọc Hằng và Diệp Yên trở về phòng. Ngọc Hằng, anh cảm thấy Triệu Gia và Sở Trần, ai đáng nghi hơn? Diệp Yên hỏi, Hoàng Ngọc Hằng cười nhẹ, nói hời hợt, bất kể là cái nào, bọn chúng không phải đều nhất định phải chết sao? Diệp Yên đi tới, xoa xoa bả vai Hoàng Nguyên, vậy anh đã có kế hoạch bắt đầu từ đâu chưa? Hoàng Ngọc Hằng nhắm mắt lại, thưởng thức kỹ thuật xoa bóp của Diệp Yên, trong chốc lát, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Yên, kéo Diệp Yên ngồi ở trên đùi mình, cười nói, bắt đầu từ trên thân bảo bối của anh. Mặt của Diệp Yên đỏ bừng lên, thần sắc nhanh chóng nổi lên xuân quang, nằm dạp người xuống. Sau một trận mây mưa, Diệp Yên tựa vào trong ngực Hoàng Ngọc Hằng, em vừa mới nói với anh một chuyện nghiêm túc, hơn nữa em còn đang mang thai, vậy mà anh vẫn giày vò em như vậy. Hoàng Ngọc Hằng cười, bảo bối của ta và Yên Nhi là truyền nhân của cổ võ chính thống. Dù có giày vò thế nào thì bảo bối của chúng ta đều cảm thấy không đủ a. Vẻ mặt Diệp Yên càng thêm xấu hổ. Hoàng Ngọc Hằng nói, hai ngày này chúng ta cái gì cũng sẽ không làm, ở nhà làm quen một chút, 5 năm rồi không ở nhà, chắc chắn cũng sẽ có ít thay đổi. Chờ Yên Nhi trở về nhà, sau đó ta xử lý Triệu Gia và Sở Trần cũng không muộn. Em cảm thấy, cổ trên người ông nội nhất định phải điều tra kỹ lưỡng, Hoàng gia tại sao lại trêu chọc mấy người như vậy? Diệp Yên nói. Người của Tinh La Tiểu Đế Mản biết chút gì đó. Hoàng Ngọc Hằng tự tin, thờ ơ nói, khi nào rảnh, chúng ta đến Tinh La Tiểu Đế một chút, chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Không được, em nhịn không được. Diệp Yên nói, ngày mai chúng ta sẽ đi luôn. Hoàng Ngọc Hằng cười, em thật là nôn nóng. Một đêm qua đi, đêm đó, rất nhiều ánh mắt của người ở Thiền Thành đều đổ dồn về nhà họ Tống. Mấy ngày nay, nhà họ Tống vì một người con ở rể trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi. Sau khi đắc tội lần lượt nhà họ Hoàng và nhà họ Triệu, nhiều người kết luận rằng nhà họ Tống sắp phải đối mặt với một cơn bão dữ dội khác. Tuy nhiên, một đêm yên tĩnh đã trôi qua, các sản nghiệp lớn của nhà họ Tống không có gì thường xảy ra. Nhà họ Hoàng và nhà họ Triệu không có động tĩnh gì cả. Đêm hôm đó Tống Thiên Dương cũng không ngủ ngon, sau khi Sở Trần cùng những người khác từ khách sạn Quỳnh Thủy Loan trở về, lại mang theo tin tức đắc tội nhà họ Triệu. Làm cho Tống Thiên Dương hận không thể mang dây xích xích Sở Trần khóa tại nhà họ Tống. Sao tên ngốc này có thể gây rắc rối nhiều như vậy? Một đợt không yên tĩnh lại thêm một đợt khác nổi lên. Nội tâm Tống Thiên Dương vô cùng căng thẳng. Anh đã nói đúng, quả nhiên không có động tĩnh gì. Trong phòng khách nhỏ của biệt thự, Sở Trần đứng dậy đi ra ngoài, Tống Nhan nói một câu. Sở Trần nở nụ cười, cái này nằm trong dự liệu của hắn. Nhà họ Triệu thời điểm này bỗng cao điệu. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ sẽ chỉ là nhà họ Hoàng, anh không lọt vào pháp nhãn của bọn họ, nhưng mà anh cũng không phải loại dễ đối phó. Sở Trần nói nhẹ, bà xã, anh đi rửa mặt, thoa mặt nạ đây. Tống Nhan, Hoàng gia, Hoàng Ngọc Hằng cùng lão gia tử đi ăn điểm tâm. Ngọc Hằng, cháu vừa trở về, đợi lát nữa đi cùng với ông nội ra ngoài một chuyến, đi tìm lão nhà tẩy Trần cho cháu Hoàng Giang Hồng nói. Hoàng Ngọc Hằng khẽ giật mình, nhìn Diệp Yên, gật đầu, được. Ông nội. Khi Hoàng Giang Hồng nói đến chuyện, tẩy Trần, đây là nhờ Mạc Nhàn dùng thủ đoạn để tính toán một chút cho hai người. Trong xương cốt, Hoàng Giang Hồng tin tưởng thủ đoạn của Mạc Nhàn. Sau bữa sáng, xe đưa mọi người đến Tinh La Tiểu Điếm. Trên đường, Hoàng Ngọc Hằng suy nghĩ một chút rồi nói, ông nội, nếu Mạc đạo trưởng thực sự có liên quan đến cổ trên người ông, không thể. Hoàng Giang Hồng lắc đầu dứt khoát, Ngọc Hằng, ông nội có thể nghi ngờ Sở Trần, tuy nhiên. Lão Nhàn thì không thể nào, những năm qua ông ấy đã giúp ông nội rất nhiều việc. Hoàng Ngọc Hằng gật đầu không nói gì nữa. Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa Tinh La Tiểu Điếm. Hoàng Giang Hồng tâm trạng vô cùng tốt, cất bước đi vào. Tiểu Võ Ưu đang đọc sách, nhìn lên, sau đó hét lên, ông nội, Hoàng Lão ra tới. Mạc Võ Ưu cũng tò mò liếc nhìn Hoàng Ngọc Hằng và Diệp Yên.
Hoàng Ngọc Hằng thời điểm nhìn thấy Mạc Vô Ưu, cũng có chút kinh ngạc. Cách đây 5 năm, trước khi ra nước ngoài, hắn cũng đã từng đến Tinh La Tiểu Điếm và gặp Mạc Vô Ưu, khi đó Mạc Vô Ưu mới chỉ. À một cô bé 12, 13 tuổi. Tiểu Vô Ưu, em không nhớ anh sao? Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hằng nhanh chóng trở lại bình thường, hắn bước lên phía trước với nụ cười trên môi. Mạc Vô Ưu đang cố gắng nhớ lại, cuối cùng lắc đầu, tôi không nhớ. Hoàng Ngọc Hằng, lần đầu tiên, có người không nhớ hắn. Từ khi sinh ra, cuộc đời của Hoàng Ngọc Hằng giống như được mở chế độ bật hack, văn võ song toàn, văn đường và võ đường của Hắc Diệu Đường Hoàng gia, hắn ta đều có chỗ đứng. Anh nghĩ rằng khi Tiểu Vô Ưu nghĩ tới sẽ tỏ ra kinh ngạc và gọi một tiếng Ngọc Hằng ca ca. Ta là Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Ngọc Hằng nói một cách dứt khoát. Tiểu Vô Ưu suy nghĩ một chút, đột nhiên gật đầu, sau đó lễ phép đáp, xin chào. Mạc Nhàn từ bên trong bước ra, ánh mắt đầu tiên rơi vào Hoàng Ngọc Hằng. Lão Nhàn, có phải là rất bất ngờ phải không? Hoàng Giang Hồng cười to, Ngọc Hằng ngày hôm qua vừa mới trở về, tôi dẫn nó tới tẩy trần một chút. Mạc Nhàn hai mắt như đuốc nhìn Hoàng Ngọc Hằng. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hằng rất bình tĩnh, đứng trước mặt Mạc Nhàn, trong chốc lát, một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe miệng Hoàng Ngọc Hằng, làm phiền Mạc đạo trưởng. Ánh mắt Mạc Nhàn lập tức chuyển động, liếc mắt nhìn Diệp Yên. Mạc đạo trưởng, đây là Diệp Yên, vị hôn thê của tôi. Mạc Nhàn đi tới bên cạnh, ngồi xuống rót một tách trà, Hoàng gia có hai vị trở về, như hổ mọc thêm cánh. Hoàng Ngọc Hằng mỉm cười, đạo trưởng chê cười rồi, đạo trưởng mới thực sự là thần toán kỳ môn. Thần toán tài tình thì chưa nói tới, bất quá, thân phận của hai vị, ngược lại có thể tính ra một chút. Hoàng Giang Hồng sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Mặc dù ông không biết đứa cháu tự hào nhất của mình đã có được may mắn gì, nhưng từ những gì ông đã nhìn thấy ngày hôm qua và những gì Mạc Nhà vừa nói, Hoàng Giang Hồng có thể khẳng định đứa cháu trai của mình thư xê sự đã cường đại hơn so với 5 năm trước gấp trăm lần. Hôm nay Hoàng Giang Hồng đưa Hoàng Ngọc Hằng đến đây, cũng là để khoe một chút. Mấy người đang uống trà và trò chuyện trong Tinh La Tiểu Điếm, không lâu sau, Hoàng Giang Hồng liền đứng dậy, chào tạm biệt và rời đi. Xe vừa lái được một đoạn đường, Hoàng Ngọc Hằng đột nhiên nói, ông nội, ông về trước đi, cháu và Diệp Yên đi dạo một vòng, chúng cháu đã 5 năm rồi không trở về, những nơi này hầu như cháu không biết. Hoàng Giang Hồng nở một nụ cười, ông lập tức ra hiệu cho tài xế Tiểu Lưu dừng xe, nếu các cháu mệt thì gọi Tiểu Lưu đưa về. Hai người Hoàng Ngọc Hằng xuống xe, nhìn nhau, xoay người đi thẳng tới chỗ Tinh La Tiểu Điếm. Bước vào cửa của Tinh La Tiểu Điếm, Tiểu Vô Ưu từ trong đống sách đi ra, các người sao lại quay lại. Không biết vì sao, Tiểu Vô Ưu nhìn hai người bọn họ, trong lòng luôn có cảm giác khó chịu. Tiểu Vô Ưu, Diệp Yên tỷ muốn mua chút đồ, đối với khu vực này có chút không quen, em có thể đưa cô ấy đi được không? Hoàng Ngọc Hằng mỉm cười nói. Mạc Vô Ưu cau mày. Bên trong gian phòng, giọng nói của Mạc Nhàn vang lên, Tiểu Vô Ưu, đi đi. Vâng, Mạc Vô Ưu có chút không tình nguyện đứng lên. Hai người con gái rời khỏi Tinh La Tiểu Điếm, Hoàng Ngọc Hằng nhếch mép lạnh lùng. Bước vào Tinh La Tiểu Điếm. Mạc Nhàn đang cầm cây gậy uống trà, Hoàng thiếu gia rời đi rồi trở về, không biết có gì chỉ giáo. Hoàng Ngọc Hằng nhìn chằm chằm vào Mạc Nhàn với nụ cười trên môi, Tinh La Tiểu Điếm, Tinh La Môn, nếu như không phải 5 năm này có vài lần chạm trán, tôi còn thực sự không biết, ở con phố cổ kính này của Thiền Thành, vậy mà Ngọa Hổ Tàng Long, còn có kỳ nhân của Ích Tinh La Môn đang ẩn thân. Có thể được đệ tử của Thanh Dương phái khen ngợi, lão già này, nhận thật xấu hổ. Mạc Nhàn nói, Hoàng Ngọc Hằng nở nụ cười, mộ đạo trưởng có ánh mắt thật là hung ác, ngài mới chỉ nhìn thoáng qua đã cũng biết môn phái của tôi, đã như vậy ta vì cái gì đi rồi trở lại, mạch đạo trưởng, ông không tính được ra sao. Mạc Nhàn nhấp một ngụm trà lắc đầu, ta thật sự không biết. Tôi có một chuyện, nghĩ mãi vẫn không thông. Hoàng Ngọc Hằng đi tới trước mặt Mạc Nhàn, tiền tay rót một tách trà, Tinh La Môn là kỳ môn một mạch. Tuy nó không thuộc tông phái cổ võ chính thống nhưng nó cũng không, làm bạn với vu cổ. Trên người Hoàng Ngọc Hằng toát ra một cỗ khí thế cường đại, chuyện này nhất định có liên quan với ông. Cái gọi là sở chờ nản là truyền nhân thuộc vu cổ nhất phái. Mạc Nhàn chết lặng cười, Hoàng thiếu gia, có đôi khi, tự tin thái quá có thể trở thành trò cười. Hoàng Ngọc Hằng thả cái chén trong tay xuống, đứng dậy, về công, ta chính là đệ tử của môn phái chính thống, có trách nhiệm quét sạch tà ma ngoại đạo. Về tư, người chúng cổ thuật là ông nội ta. Mạc đạo trưởng, trong lòng ông hẳn đã có tính toán, nếu hôm nay ông không cho tôi một câu trả lời hài lòng, tôi sẽ không rời đi.
Mạc Nhàn vẫn lắc đầu, về cái này, ta không có câu trả lời mà Hoàng thiếu gia mong muốn rồi. Ta chỉ có thể nói, cổ thuật trên người Hoàng lão gia không liên quan gì tới ta. Bang, Hoàng Ngọc Hằng dùng lòng bàn tay vỗ xuống một trường, cái bàn vỡ vụn, khinh bỉ nhìn Mạc Nhàn, tốt một câu không liên quan gì đến ngươi, ta nội ta. Mạc đạo trưởng, trong lòng ông hẳn đã có tính toán, nếu hôm nay ông không cho tôi một câu trả lời hài lòng, tôi sẽ không rời đi. Mạc Nhàn vẫn lắc đầu, về cái này, ta không có câu trả lời mà Hoàng thiếu gia mong muốn rồi. Ta chỉ có thể nói, cổ thuật trên người Hoàng lão gia không liên quan gì tới ta. Bang, Hoàng Ngọc Hằng dùng lòng bàn tay vỗ xuống một trường, cái bàn vỡ vụn, khinh bỉ nhìn Mạc Nhàn, tốt một câu không liên quan gì đến ngươi, ta đã nói nhất định có liên quan tới ngươi. Mạc Nhàn chống gậy đứng lên, thần sắc không có chút biến hóa nào, nói, lão phu tuy là một lão già tật nguyền, nhưng không sợ cường ác. Hoàng thiếu gia, ở trước mặt lão phu, người hãy thu lại sự tự tin tự cho mình đúng đi. Trong mắt ta, người thật giống một tên ngốc nói chuyện cười. Oanh, Hoàng Ngọc Hằng ra tay quả quyết, Mạc Nhàn cả đời chỉ nghiên cứu bói toán, những năm tháng sau này cơ thể bị phản phệ dữ dội, làm sao có thể chịu được cú đấm của Hoàng Ngọc Hằng, cơ thể bay ra và đập vào tường. Lão già, người có tư cách gì trước mắt ta cậy già lên mặt? Hoàng Ngọc Hằng đi tới, một tay bóp chặt miệng Mạc Nhàn. Dùng ánh mắt lạnh lùng giữa Mạc Nhàn dựa vào tường, cho dù ta có để cho ngươi chết ngày hôm nay. Ở đây cũng sẽ không nhấc lên nửa điểm sóng gió, ngươi tin không? Khóe miệng Mạc Nhàn chảy ra máu, nhưng trong mắt không có chút sợ hãi, ông ta dửng dưng nhìn Hoàng Ngọc Hằng, cười mỉa mai, vậy thì ngươi hãy để lão phu được chứng kiến đi. Hoàng Ngọc Hằng liền dùng sức mạnh mẽ ném Mạc Nhàn một lần nữa vào vách tường. Mạc Nhàn nặng nề ngã xuống đất, xương cốt trên người phát ra tiếng vỡ vụn. Cảm thấy đau đớn nặng nề, Mạc Nhàn không đứng dậy được, nhưng không nói lời nào, lập tức ngẩng đầu lên, cười khinh thường nhìn Hoàng Ngọc Hằng, lão phu sẽ bói cho ngươi một quẻ, kinh môn chợt mở, cảnh môn vào mộ, điềm đại hung, xin Hoàng thiếu gia, ngài hãy cẩn thận một chút. Hoàng Ngọc Hằng từng bước áp sát, nhìn xuống Mạc Nhàn, lão già, vậy ngươi có thể tính toán ngươi sẽ gặp phải đại họa hôm nay không? Ta để cho ngươi chết, ngươi liền chết, ta để ngươi liền sống, mệnh số là gì? Tà môn ngoại đạo, kỳ môn quỷ thuật, cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã. Mạc Nhàn cười, khóe miệng chảy ra một tia máu, người nói đến tính toán sao. Tiểu tử vô tri, Hoàng Ngọc Hằng khóe miệng lạnh lùng nói, ta sẽ lưu lại mạng cho ngươi, để ngươi thông báo với Sở Trần, nếu hắn thức thời, hãy tới nhà họ Hoàng nhận tội, đem việc hạ cổ nói rõ ràng, nếu không, kết cục của hắn sẽ không tốt hơn ngươi đâu. Hoàng Ngọc Hằng bước ra cửa, dừng lại một chút. Nhẹ nhàng nói, muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Lão già, người không nghĩ đến bản thân, thì cũng nên nghĩ đến em gái Vô Ưu suy tính một chút. Nhắc đến Vô Ưu, sắc mặt Mạc Nhàn đột nhiên thay đổi, người định đối phó với Vô Ưu thế nào? Mạc Nhàn muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng khắp người lại đau nhói, khí tức bộc phát, khí huyết không tâm, hôn mê bất tỉnh. Kể từ ngày biết tin Sở Trần tiếp quản nhà họ Tống, thái độ của những người này đối với Sở Trần đã thay đổi 360 độ. Không chỉ khiến Hoàng gia xin lỗi, còn đánh thẳng vào mặt Triệu gia, chỉ điểm Tống Thu, một trận thành danh, giờ đây cậu ta được biết đến với cái tên Nam Quyền Tống Thu ở Thiền Thành. Tất cả những điều này là do Sở Trần. Mặc dù trong mắt Lâm Tín Bình và những người khác, Sở Trần là được Hạ gia nâng đỡ, nhưng có thể khiến nhà họ Hạ coi trọng như vậy cũng đủ cho thấy Sở Trần bây giờ có địa vị vô cùng quan trọng. Ngay cả Tống Tình, trước đây luôn không vừa lòng nhìn Sở Trần, giờ lại nhìn Sở Trần tươi cười, gọi một tiếng muội phu. Trên bàn ăn, nhà họ Tống ăn cơm vui vẻ, hòa thuận. Tống Thiên Dương có tâm trạng vô cùng tốt, mấy ngày nay Tống gia rất phát triển về kinh tế, các dự án lớn đều tiến hành thuận lợi, tiến triển vô cùng vững chắc. Tống Vân và Tống Tình suốt ngày ở Tống gia, hàn gắn mối quan hệ với những người còn lại. Chúng ta nâng chén rượu thỏi. Lâm Tín Bình đột nhiên đề nghị, cười nói. Nói mới nhớ, chúng ta với Sở Trần chưa từng uống một ly. Anh rể, anh uống được rượu không? Tống Thu hỏi, Sở Trần ngẩng đầu nhìn mọi người, sau đó nói, có một chuyện, tôi dự định sau bữa tối mới nói. Tống Nhan trong lòng nhẹ hẳn lên, Sở Trần tiếp tục nói, bây giờ tranh thủ sự nhiệt tình của mọi người, hiện tại tôi sẽ nói rõ ràng với mọi người. Nghe xong, các người có thể quyết định có uống rượu với tôi hay không? Mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Tống Trường Thanh cũng đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Có một sự im lặng ở bàn ăn. Sở Trần, cậu muốn nói cái gì? Tống Thiên Dương trong lòng có chút bất an.
Sở Trần giọng điệu bình tĩnh, tôi muốn nhân danh nhà họ Tống, khiêu chiến hoàng gia. Vừa dứt lời, nhiều chiếc đũa đã rơi xuống, người nhà họ Tống ở trên bàn ăn lập tức choáng váng. Khiêu chiến hoàng gia, điều này giống như một đứa trẻ 3 tuổi đột nhiên khiêu chiến người trưởng thành. Quá mức hoang đường, im lặng hồi lâu, Tống Tình nhịn không được, không khỏi thận trọng nói, Sở Trần, cậu không có sao chứ? Ánh mắt Sở Trần dán vào Tống Trường Thanh, tôi đang nói nghiêm túc. Cậu điên rồi, Tống Vân đột nhiên đứng hình, cô ta đứng dậy và chỉ vào Sở Trần, cậu có biết cậu đang nói gì không? Hướng hoàng gia khai chiến, nói thật, 10 cái Tống gia buộc chung một chỗ, đều xa xa không có tư cách. Lâm Tín Bình lắc đầu, hắn nhìn Sở Trần, hắn thật hoài nghi Sở Trần có hai nhân cách. Những lời vô lý như vậy, may mắn thay, chỉ được nói ra trong bữa tiệc của nhà họ Tống. Sở Trần, loại chuyện này, ở bên ngoài cũng đừng nói ra. Chu Kiếm nhắc nhở, mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng mà Tống gia thực sự không đủ sức để khiêu chiến hoàng gia. Tống Trường Thành nói, giữa hai nhà, đơn giản là hai thế giới khác biệt. Chỉ vài ngày trước, lệnh phong sát của Hoàng Dương suýt chút nữa đã khiến Tống gia diệt vong. Khoảng cách lớn như thế, khiêu chiến sao nổi, chỉ bằng Tống gia, tự nhiên không thể là đối thủ của Hoàng gia. Sở Trần nhẹ giọng nói, tôi chỉ muốn lấy danh nghĩa của nhà họ Tống, tôi đã liên hệ với rất nhiều đồng minh, bao gồm cả Hạ gia ở Dương Thành, tập hợp toàn bộ lực lượng các nhà, nhất định có thể giáng cho Hoàng gia một đòn phủ đầu mạnh mẽ. Tống Nhan kinh ngạc nhìn Sở Trần, ngoài nhà họ Hạ, Sở Trần còn liên hệ với gia đình nào nữa? Tôi nghe vợ tôi kể rằng nhà họ Tống từng là một trong 5 gia tộc ở Thiền Thành. Sở Trần liếc nhìn đám người, hiện tại không thể bởi vì thực lực không bằng năm xưa mà vứt đi khí thế hào môn. Lực lượng của các gia tộc, đánh bại hoàng gia. Tống Thiên Dương nhìn Sở Trần, không nhịn được hỏi, Sở Trần, sao đột nhiên lại quyết định như vậy? Vì một cái thù riêng. Sở Trần nói, một cái thù riêng nhất định phải báo. Sở Trần, đừng đi quá xa. Tống Tình nhẹ giọng nói, cậu chỉ vì tư thù cá nhân mà muốn liên lụy cả Tống ra sao? Sở Trần nhìn Tống Tình, tôi nói rồi, đây là một cái thù riêng nhất định phải báo, cho dù hiện tại tất cả mọi người nhất trí quyết định, bác bỏ đề nghị của tôi, thì tôi vẫn sẽ báo cái thù riêng này, đến lúc đó nhà họ Hoàng cũng sẽ đối phó với nhà họ Tống, vậy đề nghị của tôi bây giờ không phải là làm liên lụy đến nhà họ Tống, mà là đang giúp nhà họ Tống. Tống Vân tức giận đứng lên, chỉ tay run rẩy, Sở Trần, cậu đang ngụy biện. Cậu có cái thù riêng gì mà nhất định phải báo hoàng gia? Nếu như cậu thực sự muốn tốt cho Tống gia, vậy thì, cậu hãy gạt bỏ quan hệ với Tống gia đi. Lâm Tín Bình lạnh lùng nói. Sở Trần mỉm cười nhìn Lâm Tín Bình, nếu anh là người của hoàng gia, bây giờ tôi xông vào nhà họ Hoàng và đánh cháu trai được hoàng lão gia tử coi trọng nhất đến mức tàn phế, phải ngồi xe lăn suốt đời. Khi đó tôi phủi sạch quan hệ với Tống gia rồi, anh nghĩ xem bọn họ có làm khó Tống gia không? Tống Nhan kinh hãi nhìn Sở Trần. Trong bệnh viện, bác sĩ đã nói rồi, Mạc lão, sau này sẽ khó mà đứng dậy được nữa. Sở Trần yêu cầu Hoàng Ngọc Hằng cũng nhận được sự đối xử tương tự. Không nghi ngờ gì nữa, nếu Sở Trần làm như vậy, Hoàng gia và Sở Trần sẽ không chết không thôi. Cho dù Sở Trần và nhà họ Tống phủi sạch quan hệ, liệu nhà họ Hoàng có để yên cho nhà họ Tống không? Hoàn toàn không thể, Sở Trần, người thật sự là một tên điên. Tống Tình chỉ vào Sở Trần run giọng nói, ngươi thật sự sẽ hại chết cả nhà họ Tống, ngươi biết không? Nhà họ Hạ cũng sẽ không thể bảo vệ ngươi. Các ngươi không phải có thể lựa chọn giống lần trước, bỏ chạy để giữ mình sao? Sở Trần nhàn nhạt nói lại một câu, các ngươi ly khai với nhà họ Tống, người nhà họ Hoàng sẽ không trách tội. Sắc mặt Tống Vân và Tống Tình thay đổi đột ngột, nhìn nhau một chút, bọn họ lại phải đối mặt với sự lựa chọn tương tự một lần nữa. Sở Trần, người mà cậu định xử lý là Hoàng Ngọc Hằng. Lâm Tín Bình hỏi, Sở Trần gật đầu, ngươi thực sự là muốn tìm đường chết. Giọng nói của Lâm Tín Bình run lên, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Tôi nghe được tin tức hôm qua Hoàng Ngọc Hằng mới từ nước ngoài trở về. Vị này là nhân vật thiên kiêu của Hoàng gia, tương lai nhất định sẽ là người trưởng quản Hoàng gia. Anh ta còn mang về một vị hôn thê họ Diệp, chính là con gái của trưởng tộc nhà họ Diệp ở Dương Thành. Đồng tử của mọi người đều rung động. Dương Thành Diệp gia tộc, Chu Kiếm đột nhiên đứng lên, đó là một gia tộc có thế lực còn lớn hơn nhà họ Hạ. Từng ánh mắt rơi vào trên người Sở Trần. Sở Trần thực sự là điên rồi, hoàn toàn đang đùa với lửa. Hắn đây là không mang Tống ra chơi chết, sẽ không bao giờ từ bỏ đây mà. Cho dù ngươi có đủ thực lực phế bỏ Hoàng Ngọc Hằng,
thì hậu quả không ai có thể gánh nổi. Tống Tình giọng đầy rít gào, Sở Trần, nếu ngươi còn có lương tâm, hãy nể tình Tống gia lưu ngươi 5 năm nay, ngươi tha cho người nhà họ Tống đi. Ngay khi Tống Tình vừa nói xong, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Mọi ánh mắt đều rơi vào Sở Trần, tha cho nhà họ Tống đi. Sở Trần tự giễu cười, đứng dậy, chậm rãi nói, tôi có thể lấy danh nghĩa cá nhân khiêu chiến với nhà họ Hoàng, cũng có thể rũ sạch quan hệ với nhà họ Tống, thậm chí tôi có thể đảm bảo rằng Tống gia hoàn toàn không có thiệt hại gì, tôi không đồng ý. Tống Nhan đứng lên với giọng điệu bình tĩnh, nhưng dùng ngữ khí cắt ngang lời nói của Sở Trần. Ngay khi Tống Nhan phát ra âm thanh, ánh mắt của mọi người nhà họ Tống đều nhìn sang. Những ngày này Sở Trần giành lấy vinh quang cho Tống gia, thu được lợi ích, thì các người yên tâm thoải mái. Mà mỗi khi xảy ra chuyện, việc đầu tiên các người nghĩ đến đều là phủi sạch quan hệ với Sở Trần. Tống Nhan nói, tôi không làm được, nhưng mà lần này Sở Trần sẽ đẩy nhà họ Tống xuống vực sâu. Tống Vân hét lớn, Tam muội, em không nghe thấy sao? Anh ta sẽ đối phó với Hoàng Ngọc Hằng, người được Hoàng gia coi là người cầm lái tương lai. Đây không phải rõ ràng là muốn lấy trứng chọi đá sao? Hắn muốn chết tại sao lại muốn kéo Tống ra chôn cùng? Đủ rồi, Tống Trường Thanh đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Mọi người đột nhiên trầm mặc nhìn lão gia tử. Tống Trường Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Trần, từ vài phương diện, kế hoạch của cậu là khai chiến với nhà họ Hoàng. Căn cứ vào tình hình hiện tại, dùng hai từ khai chiến, Tống gia căn bản không đủ tư cách. Nhưng trong lòng Tống Trường Thanh lại có sự chờ mong không thể giải thích được đối với Sở Trần. Toàn diện khai chiến, Sở Trần từng chữ nói, tôi muốn để cho Hoàng gia, từ hàng nhất lưu tại Thiền Thành xuống hàng nhị lưu, thậm chí là tam lưu. Tất cả mọi người đều trợn mắt, há mồm nhìn Sở Trần. Trong tay Sở Trần nuốt cuộc có con bài gì mà dám nói ra những lời này. Tống Nhan nghĩ đến những gì Sở Trần vừa nói, hắn đã liên hệ với các thế lực gia tộc, bao gồm cả nhà họ Hạ, để cùng nhau trấn áp nhà họ Hoàng. Ngoài Hạ gia, còn ai nữa? Sở Trần rõ ràng đã phủ nhận Triệu gia. Hơn nữa, Hoàng gia có thâm căn cố đế, bọn họ làm sao có thể dễ dàng trấn áp được, muốn làm tổn thương tới Hoàng gia, thực sự quá khó. Khó như lên trời, đệ nhất hào môn không phải chỉ là nói suông. Sở Trần muốn cân lượng hào môn, sẽ rất nặng nề. Ngươi thật là có sức tưởng tượng, Tống Tình không còn khí lực mắng Sở Trần, tự lẩm bẩm. Lão gia tử, khi ông còn nhỏ, nhà họ Tống có địa vị như thế nào? Sở Trần đột nhiên hỏi, Tống Trường Thanh sững sờ. Một lúc lâu sau, hai mắt Tống Trường Thanh sáng lên, chậm rãi nói, ngũ đại gia tộc, thực lực của Tống gia, vẫn có thể xếp vào hàng ba người đứng đầu. Đáng tiếc, bây giờ gần như toàn bộ cơ nghiệp của tổ tiên đều đã thua sạch. Sở Trần nói. Tống Thiên Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tối sầm lại. Lão gia tử, đánh một canh bạc đi. Sở Trần nói, tôi tin tưởng một khi Hoàng gia thất thủ, Tống gia nhất định sẽ mạnh mẽ trở lại. Sở Trần nhìn chằm chằm Tống Trường Thanh, chẳng lẽ lão gia tử thật sự không muốn tận mắt chứng kiến nó trong đời, Tống gia đứng trên Hoàng gia. Tống gia đứng trên Hoàng gia. Phải nói rằng câu nói vừa rồi của Sở Trần như được tiêm ma lực, nó vang lên bên tai lão gia tử. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình này. Anh rể, chuyện này là thật sao? Tống Thu không khỏi kích động hỏi. Cậu dường như đã phảng phất nhìn thấy thời khắc huy hoàng của nhà họ Tống. Những gì Sở Trần nói lần nào cũng trở thành sự thật. Hoang đường, chuyện này quá hoang đường. Lâm Tín Bình bật dậy, Sở Trần, cậu có thể tỉnh lại được không? Vài ngày trước, tôi đã bảo Hoàng Ngọc Trơ trước mặt cả Thiền Thành xin lỗi trên một tờ báo, các người không phải cũng không tin tưởng sao? Sở Trần nhẹ giọng nói, cái này không giống, Lâm Tín Bình nói lớn, một canh bạc lớn, Tống Trường Thanh lúc này tự lẩm bẩm một mình. Tống gia cũng không có thực lực như vậy, tuy nhiên, những lời nói của Sở Trần đã tiêm một ma lực mạnh mẽ vào ông ta. Điều mà Tống Trường Thanh đang cân nhắc lúc này không phải là thực lực của Tống gia, mà là lời nói của Sở Trần. Một khi cuộc chiến với Hoàng gia nổ ra, thì trọng điểm chính là Sở Trần. Sở Trần. Xem ra cậu lại muốn tiếp quản Tống gia. Tống Trường Thanh nói, vừa dứt lời, mọi người trong Tống gia không khỏi bàng hoàng. Ông nội, tuyệt đối không được. Sở Trần nghịch lửa rồi tự thiêu, Tống gia của chúng ta không thể chôn cùng hắn được. Tống Thiên Dương miệng bỗng nhếch miệng, nhìn Sở Trần, nhưng cuối cùng thì không nói gì. Nếu mấy ngày trước nhà họ Hoàng không cúi đầu, Tống Thiên Dương đương nhiên sẽ kiên quyết phản đối. Không cần đâu, Sở Trần cười. Còn chịu trách nhiệm liên lạc với thế lực bên ngoài.
cha hiểu rõ thực lực của nhà họ Tống hơn con, vẫn nên để cha kiểm soát và trưởng quản toàn cục. Tống Thiên Dương khóe miệng co giật dữ dội, hắn còn nói mình trưởng quản toàn cục cái rắm, hắn muốn tự tử thì có, tên con rể này thật giỏi giày vò người khác, vậy thì quyết định thế đi. Tống Trường Thành nhìn Sở Trần, có điều, tôi vẫn nhắc nhở cậu một câu, Tống gia không có lực lượng để cạnh tranh với Hoàng gia. Nhà họ Tống chỉ cần làm một việc là được. Sở Trần cười, ngày mai 10 giờ sáng, chính thức tuyên chiến. Chính thức tuyên chiến, Sở Trần nói bốn chữ, dường như ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Trong lòng mọi người không khỏi run lên, trong lòng thậm chí có một cảm giác mờ mịt rằng lần này Hoàng gia thực sự có thể gặp phải một thử thách chưa từng có. Và thử thách này do con rể nhà họ Tống, Sở Trần khởi xướng. Lâm Tín Bình và Chu Kiếm nhìn nhau. Hồi lâu, Chu Kiếm nghiến răng, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xin lỗi, con không tin tên mất trí Sở Trần này. Nếu đã như vậy, Chu gia chỉ có thể cắt đứt tất cả mối làm ăn qua lại với Tống gia. Bò bò giữ mình, Lâm gia cũng không thể đặt cược tất cả vào một trò đùa được. Lâm Tín Bình cũng lựa chọn như vậy. Tống Vân và Tống Tình nhìn nhau. Ông nội, đừng tin những gì Sở Trần nói, hắn thật sự là người mất trí. Tống Trường Thành nhìn mấy người, lắc đầu nói, tôi không tin những gì Sở Trần nói. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tuy nhiên, Nhan Nhan nói đúng. Tống Trường Thành cười thoải mái, Sở Trần, cậu tơ không phải người của Tống gia sao? Cậu ấy làm gì, gia tộc đương nhiên sẽ ủng hộ cậu ấy. Trong lòng Tống Trường Thành đã chân chính chấp nhận người cháu ở rể Sở Trần này. Lâm Tín Bình và Chu Kiếm rời khỏi Tống gia, hoàn toàn xóa bỏ mối quan hệ với Tống gia. Cha, mẹ, trước khi Tống Vân rời đi, cô không thể không nói, hai nhà chúng con lựa chọn bo bo giữ mình, hy vọng mọi người có thể hiểu, nếu có một ngày, mọi người cần trợ giúp, trong khả năng cho phép, chúng con nhất định sẽ giúp đỡ. Phòng khách lớn Tống gia, bầu không khí dường như vẫn còn một chút trang nghiêm. Sở Trần khẽ cười, lão gia tử, không bằng trước tiên chúng ta đặt ra mục tiêu nhỏ trước. Tống Trường Thanh giật mình, mục tiêu nhỏ gì? Tống Nhan cũng nhìn về phía Sở Trần. Cô có cảm giác mục tiêu nhỏ này của Sở Trần sẽ rất đáng sợ. Hãy để Kim Than Thành thuộc về Tống gia. Sở Trần nói từng chữ một, mấy người đã chết lặng ngay lập tức, nhìn Sở Trần với ánh mắt quái dị. Sở Trần tên ngốc này thật sự là dám có những ý nghĩ hão huyền. Kim Than Thành là đại diện cho mệnh mạch của Hoàng gia ngày nay. Sở Trần vậy mà dám yêu cầu chủ nhân của Kim Than Thành đổi họ. Đi thôi, trở về tắm rửa tỉnh táo một chút. Tống Nhan lần đầu tiên chủ động gọi Sở Trần trở về. Tên ngốc này càng nói càng không đáng tin. Cô không thể tưởng tượng nổi, vào lúc 10 giờ sáng mai khi thông báo chính thức của nhà họ Tống được đưa ra, sóng gió sẽ ập đến như thế nào ở Thiền Thành. Sở Trần và Tống Nhan ngồi tại phòng khách nhỏ của biệt thự. Sở Trần từ trong bồn tắm đi ra, đi tới bên cạnh Tống Nhan ngồi xuống, bà xã, em làm sao vậy? Tống Nhan dụi dụi mắt, tôi nghĩ tới nghĩ lui, trừ Hạ Gia Gia. Còn có ai sẽ hợp tác với chúng ta đối phó Hoàng gia? Triệu gia có thể có ý tứ này, nhưng Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, tên ngốc này câu trái câu phải đều gọi cửu đẳng Triệu gia, không coi người ta ra gì. Tới đây nào, anh bóp vai cho bà xã. Sở Trần vươn tay ra, trực tiếp bị Tống Nhan đánh một phát. Sở Trần cười thầm, ít ra, lần này hắn ngồi cạnh vợ hắn không có đứng dậy mà bỏ chạy ngay lập tức. Con đường chinh phục vợ của hắn đã có một bước tiến dài. Bà xã à, hãy đợi và xem kịch vui đi. Sở Trần nói, Mạc Lão có thể nói là bằng hữu của anh cũng đã đáp ứng người khác, sẽ chiếu cố Tinh La Tiểu Điếu. Cho nên, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hoàng Ngọc Hằng, hắn đã đại biểu Hoàng gia, như vậy, anh liền cùng Hoàng gia khai chiến. Nhưng mà, ngoại trừ Hạ gia, anh còn hợp tác với ai nữa? Tống Nhan hiếu kỳ hỏi, mà lại, Hạ gia, cũng chỉ có Hạ Bắc đáp ứng hợp tác với anh. Tạm thời còn chưa có. Sở Trần thản nhiên đáp, ca cái gì, 51 Tống Nhan trợn to hai mắt, đồng thời đứng lên, không phải anh đã nói trước mặt ông nội có mấy gia tộc như Hạ gia muốn hợp tác sao? Chắc chắn là có, chỉ là anh chưa có liên hệ. Sở Trần cười, bà xã, hãy yên tâm, Tống Nhan ngực phập phồng một hồi, có yên tâm mới là lạ, huống chi, chúng ta từ khi đến Tinh La Tiểu Điếm không phải vẫn ở cùng nhau sao? Lúc đó cũng mới chỉ gọi điện cho Hạ Bắc. Sở Trời nói thẳng thắn, Tống Nhan, không biết vì cái gì, nhưng cô luôn cảm thấy đầu Sở Trời như bị búa đập. Không để ý tới anh, Tống Nhan quay người đi về phòng. Rầm, cửa phòng đóng lại, Tống Nhan ngồi vào bàn, cầm bút và giấy lên,
bắt đầu viết một số bố cục kinh doanh của hai nhà Tống Hoàng mà cô biết lên giấy. So sánh nó một chút, Tống Nhan cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Lúc này, cô có cảm giác Hoàng gia như gã khổng lồ khi so với Tống gia tại Thiên Thành. Ai có thể hạ gục Hoàng gia? Tống Nhan trong đầu nghĩ đến một bóng người, nhịn không được mở cửa nhìn ra ngoài. Trong phòng khách nhỏ, Sở Trần đang ngồi trên sofa, tay cầm một cái túi thơm, còn có kim tiêm. Tống Nhan sắp tức ngất đi, tên tiểu bạch kiểm sau này lại làm nghề cũ, may may vá vá một đêm, chỉ đàn ông dùng khuôn mặt để ăn bám phụ nữ mặt trời dần mọc. Sở Trần sáng sớm đã đến bệnh viện, Mạc Vô Ưu chăm sóc ở bên cạnh Mạc Nhàn, vẻ mặt có chút phờ phạc. Vô Ưu, cô đi nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ chăm sóc Mạc lão. Sở Trần cười nói, Mạc Vô Ưu lắc đầu, không sao, Sở Trần, để tôi gọt táo cho anh. Mạc Vô Ưu cầm trái cây lên, không khỏi liếc nhìn Sở Trần. Sở Trần hôm nay mặc thường phục màu nhạt, tuy rằng trên mặt nở nụ cười, nhưng trên người lại có một tia lãnh ý. Tinh thần của Mạc lão đã khá hơn chút nào chưa? Sở Trần hỏi, Mạc Vô Ưu vẻ mặt lo lắng, khẽ thở dài, từ tối hôm qua đến giờ, ông nội đã tỉnh lại hai lần, thân thể vẫn còn rất yếu. Sở Trần cầm lấy quả táo đã gọt của Mạc Vô Ưu, liếc nhìn thời gian, sau đó đứng dậy, tiểu Vô Ưu, nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt. Sở Trần, Mạc Vô Ưu gọi Sở Trần, anh, muốn đi Hoàng gia sao? Sở Trần quay lại cười, tôi sẽ đưa Hoàng Ngọc Hằng tới đây và bồi tội với Mạc lão. Sở Trần xoay người rời đi, Mạc Vô Ưu do dự muốn nói lại thôi, nhưng sâu trong lòng, một dòng nước ấm dâng lên. Sở Trần và ông nội chỉ gặp nhau có một lần, nhưng bây giờ Sở Trần lại có thể đích thân đến Hoàng gia để đòi lại công bằng cho ông nội. Cánh cửa vừa đóng lại đột nhiên bị đẩy ra. Xin lỗi, có phải là Vô Ưu tiểu thư không? Một người cầm hoa trên tay bước vào, có người tặng hoa cho cô. Mạc Vô Ưu nhận hoa với ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau khi người đàn ông quay người rời đi, Mạc Vô Ưu cũng nhìn thấy một tấm thiệp trên hoa. Mạc Vô Ưu cầm tấm thiệp lên, nhìn lướt qua, tức giận run lên, nắm chặt lấy tấm thiệp. Tiểu Vô Ưu, nghe nói ông nội cô không được khỏe, cô nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào rảnh tôi sẽ đến thăm ông nội cô. Chữ ký trên thiệp là ba chữ, Hoàng Ngọc Hằng. Mạc Vô Ưu hung hăng ném những bông hoa ra ngoài, không có chút được hận, cô tiến đến dẫm lên vài cái. Cô chưa bao giờ thấy kẻ nào lại đạo đức giả, đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ như vậy. Đồ cặn bã, không bằng cầm thú. Mạc Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi, cô ước gì có thể tự tay vặn đầu Hoàng Ngọc Hằng. Ở dưới lầu của bệnh viện, Sở Trần cầm quả táo, cắn một miếng, gọi một chiếc taxi, đi tới Hoàng gia. Biệt thự của Hoàng gia có thể nói là một thắng cảnh nổi tiếng ở Thiên Thành, cách bệnh viện không xa, vì vậy lúc Sở Trần xuống xe, trên tay vẫn cầm quả táo chưa ăn xong. Cắn một miếng táo, Sở Trần bước lên. Anh rể, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Sở Trần sửng sốt nhìn sang, chính là Tống Thu và Tống Nhan. Bà xã, sao em lại ở đây? Tống Thu, hắn cảm giác mình như không tồn tại ở đây. Rõ ràng chính mình là người gọi anh rể. Tỷ nói rằng tỉnh dậy không thấy anh nên đoán chắc anh sẽ tới đây. Tống Thu nói, Sở Trần nhìn Tống Nhan, hôm nay sẽ có nguy hiểm, em không thể vào. Tống Thu ủy khuất nhìn Sở Trần, liền yên lặng đi tới một bên, không quấy rầy vợ chồng Sở Trần. Tống Nhan mỉm cười, tôi biết, Tiểu Thu sẽ cùng anh đi vào, nếu tôi đi vào, sẽ chỉ làm anh phân tâm. Tuy nhiên, tôi sẽ ở đây, chờ anh đi ra. Tốt, bà xã. Sở Trần liếc nhìn quả táo trong tay anh ta, cắn một miếng nữa, sau đó đưa cho Tống Nhan, bà xã, em có muốn ăn táo không? Tống Nhan trợn mắt liếc Sở Trần. Sở Trần cười lớn, lập tức xoay người. Sở Trần, Tống Nhan hét lên một tiếng. Sở Trần quay lại, Tống Nhan bước tới và ôm lấy Sở Trần. Trong chốc lát, Sở Trần cảm giác được hương thơm xâm nhập, tâm thần không khỏi rung động. Bình an đi ra, Tống Nhan nói. Sở Trần gật đầu, cuối cùng nhớ ra Tống Thu. Tiểu Thu, đi thôi, hôm nay anh rể sẽ dạy cho em bài học thứ hai. Sở Trần bước lên bậc đá ở lối vào Hoàng gia. Tống Thu đuổi theo, tò mò hỏi, bài học thứ hai sao? Sở Trần ném quả táo còn sót lại về phía cửa lớn của Hoàng gia, trong mắt lóe lên một tia chiến ý lạnh lùng, chinh phục. Sở Trần bước lên phía trước, những gì hắn nói trong bữa tiệc của Tống gia không phải là nói dối, nếu không phải vì sự Hoàng gia trả thù Tống gia, đêm qua Sở Trần đã đánh tới cửa rồi. Hắn không cần bất cứ thủ đoạn tam lưu cửu đẳng nào, chỉ đơn giản và thô lỗ như vậy, chinh phục Hoàng gia. Trong mắt Sở Trần,
nhà họ Hoàng chỉ có thể được coi là nhà giàu mới nổi thôi. So với hào môn chân chính còn kém xa, hắn không coi nhà họ Hoàng là đối thủ. Sở Trần tiến lên một bước, trực tiếp đá tung cánh cửa lớn của Hoàng gia. Oanh, âm thanh đinh tai nhức óc. Nhân viên bảo vệ nhà họ Hoàng vừa lúc đi ra, vừa vặn vừa trở về đây, thấy cảnh này, hắn tức giận xông lên, người nào dám đến Hoàng gia dương oai. Khi nhân viên bảo vệ vừa bước tới, khi nhìn thấy người trước mặt, tiếng bước chân của anh ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt mềm mại khẽ động, đồng tử mở to, giọng nói run run, Sở Trần, ngươi muốn làm gì? Sở Trần mỉm cười nhìn nhân viên bảo vệ, nói cho Hoàng Ngọc Hằng biết, ta đã tới. Nụ cười của Sở Trần giống như băng tuyết, làm cho nhân viên bảo vệ cảm giác như bị băng tuyết bao bọc, toàn thân vô ý thức run lên. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Tên điên Sở Trần này, không phải anh ta lại định đại náo Hoàng gia chứ? Nhân viên bảo vệ cũng không dám nghĩ nhiều, liếc nhìn Sở Trần, lùi lại mấy bước, cảm thấy mình ở nơi tương đối an toàn, lấy máy bộ đàm ra, nhanh chóng nói vài câu. Hoàng gia lập tức chấn động, Sở Trần lại tới đây. Lần trước Sở Trần đại náo trong Hoàng gia, hắn đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng nhiều người. Tống Thu đứng bên cạnh Sở Trần, có chút sửng sốt. Cậu còn cho rằng ngay sau khi anh rể đạp cửa xông vào sẽ là một trận chiến đấu. Tống Thu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà, Sở Trần lại dắt hắn nhàn nhã đi vào trong Hoàng gia. Hơn chục nhân viên bảo vệ của biệt thự nhà họ Hoàng lần lượt tập trung lại, nhưng không một tên nào dám tấn công họ. Anh rể, lần trước anh làm loạn ở Hoàng gia, rốt cuộc đã lưu lại bao nhiêu bóng đen lên những người này rồi. Tống Thu nhịn không được nói. Gian phòng bên trong, Diệp Yên ngồi ở trước bàn trang điểm. Hoàng Ngọc Hằng đi tới, ỏm lấy Diệp Yên, Yên Nhi, em thật đẹp. Diệp Yên đỏ mặt nắm lấy tay Hoàng Ngọc Hằng, Ngọc Hằng, vừa rồi mẹ em đã gọi điện thoại tới, tối nay cha em sẽ có thời gian rảnh. Vậy thì tối nay, tên con rể hèn mọn này, cuối cùng cũng được gặp nhạc phụ nhạc mẫu tương lai rồi. Hoàng Ngọc Hằng mỉm cười, nhưng mà Yên Nhi à, anh tin rằng bọn họ sẽ rất hài lòng với người con rể là anh. Anh thật là tự mãn. Diệp Yên đứng lên, vòng tay ôm Hoàng Ngọc Hằng. Nói tới, anh xem xử lý tên Sở Trần kia sớm đi, lão già họ Mạc cũng đã phải nằm viện, hắn liền cái rắm cũng không dám phóng, nói không chừng đã chuẩn bị chạy trốn rồi. Chạy hòa thượng cũng chạy không được miếu. Hoàng Ngọc Hằng mỉm cười nói, vì đêm nay chúng ta đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, liền để Sở Trần ở Tống gia sống thêm một đêm, ngày mai tiễn hắn đi cùng Mạc lão đầu để cùng đoàn tụ cũng không muộn. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa đột ngột, Diệp Yên buông tay. Hoàng Ngọc Hằng nhìn về phía cửa, là ai? Ngọc Hằng thiếu gia, Sở Trần đến rồi. Giọng một nhân viên bảo vệ có chút vội vàng. Diệp Yên và Hoàng Ngọc Hằng nhìn nhau. Nói tới Tào Tháo đến. Hoàng Ngọc Hằng cười ấm áp, sáng sớm đã tới chịu đòn nhận tội. Xem ra, Sở Trần tối hôm qua ngủ cũng không được tốt. Nụ cười của Diệp Yên cũng lạnh lùng. Em thật sự muốn nhìn xem, phu cổ nhất phái, mọc ra gan to lớn mật thế nào mà lại có dũng khí tấn công ông nội của anh. Hoàng Ngọc Hằng mở cửa phòng, đưa Sở Trần qua đây. Nhân viên bảo vệ sửng sốt, sau đó nói, Ngọc Hằng thiếu gia, Sở Trần dường như tới với vẻ bất thiện. Tôi nghe nói hắn ta trực tiếp đá vãng cánh cửa lớn của Hoàng gia. Đôi mắt của Hoàng Ngọc Hằng nheo lại, một tia sáng vụt qua, hắn lại còn muốn đại náo Hoàng gia lần nữa sao? Chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép thôi. Diệp Yên bước ra, cái này cũng rất tốt, vừa đến đã giống một con chó sủ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thì cũng thực sự quá mức không thú vị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.